Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của VIETNAM SHOGI CLUB, chúng ta lại gặp nhau và ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Và theo như lời người bạn bình luận viên Bá Ngọc của tôi nói là ngày dài nhất của Shogi Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến hai trận đấu tâm điểm của toàn bộ mùa giải danh thủ chiến lần thứ nhất. Giữa các kỳ thủ ở bảng A chúng ta có cặp đấu giữa hai kỳ thủ Nguyễn Xuân Tuấn An và kỳ thủ Dương Bảo Thạch. Ở bảng B là hai kỳ thủ Thanh An và Vương Bách Huân. Cả hai kỳ thủ đều là các hạt giống số 1, số 2 và hiện tại đều đang chiếm giữ hai vị trí top đầu của hai bảng. Và chắc chắn đây sẽ là hai trận đấu gay cấn để quyết định những cái vị trí ở đầu bảng, cũng như là có thể có khả năng quyết định đến tấm vé bán kết. Đây cũng đã là vòng đấu thứ 6 và đây sẽ là ván đấu bản lề mang tính chất quyết định. Và ngày hôm nay như thường lệ thì đồng hành cùng với tôi, Trần Thế Trung bắt cấp, sẽ là bình luận viên Nguyễn Bá Ngọc thất cấp. Và Ngọc có thể gửi lời chào đến quý vị khán giả được không? Trước hết thì xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Bá Ngọc. Và ngày hôm nay rất vui một lần nữa mình lại được đồng hành với cả Trung để truyền tải đến cho các bạn cái ngày mà mình hôm nay ở hội quán mình có nói với Trung, đấy là ngày dài nhất của Shogi Việt Nam. Tại vì ngày hôm nay có hai bàn đấu rất là quan trọng đối với cả cục diện của hai bảng đấu là bảng A và bảng B. Ở bảng A sẽ là trận đấu giữa Nguyễn Xuân Tuấn An và Dương Bảo Thạch, hai kỳ thủ đã đạt được trình độ thất cấp. Ở bảng B sẽ là trận đấu để xác định trực tiếp ngôi đầu bảng giữa kỳ thủ Vương Bách Huân, tức là Quang Môn Xuân, và kỳ thủ Nguyễn Thanh An. Và rất mong rằng các bạn sẽ cùng theo dõi đến hết cái buổi theo dõi với hai ván đấu có thể nói là spotlight của toàn bộ cái giai đoạn Thuận Vị Chiến của danh thủ chiến lần này. Và có lẽ là ngày mà chúng ta chờ đợi cuối cùng cũng đến, hai trận đấu nó căng thẳng và có lẽ sẽ là hai trận đấu hay nhất trong giai đoạn Thuận Vị Chiến của danh thủ chiến mùa thứ nhất. Thì không biết là ông Ngọc có nhận định gì trước trận đấu này, trước hai ván đấu? Mình sẽ nói rằng là mình mong chờ rất nhiều, mong chờ vào cả hai bảng đấu. Chúng ta sẽ cùng phân tích cái diễn biến của từng bảng đấu một để mình có thể chứng minh cái quan điểm của mình. Thứ nhất là ở bảng A, như mình đã nói ở trong những cái buổi phát sóng trực tiếp trước, thì bảng A là một bảng thi đấu rất là hấp dẫn khi mà cái chênh lệch trình độ nó không có quá nhiều giữa các kỳ thủ. Hai đối thủ thi đấu với nhau trong ngày hôm nay là Nguyễn Xuân Tuấn An và Dương Bảo Thạch. Tuấn An thì đang toàn thắng với hiệu số 5-0, tuy nhiên lại chưa gặp những đối thủ quá mạnh. Còn đối với Thạch sau cái trận thua khá mình đoán là nó không nằm trong nó không nằm trong dự đoán tất cả mọi người. Trước anh Tuyền thì cũng đã kịp thời giành một chiến thắng trước Tuấn Anh để có thể tiếp tục tìm cách ở đấy theo đuổi cuộc đua đầu bảng này. Trận đấu ngày hôm nay rất quan trọng bởi vì nếu như Thạch thắng, cả hai kỳ thủ sẽ có hiệu số 5-1. Tuy nhiên xét theo hiệu số đối đầu trực tiếp thì Dương Bảo Thạch sẽ là người có lợi thế. Tuy nhiên nếu như Tuấn An chiến thắng vào trận đấu ngày hôm nay thì khả năng Thạch rơi vào vòng nguy hiểm sẽ lớn hơn bao giờ hết, khi mà cái kỳ thủ cũng có hai trận thua, đó là anh Tuyền đã chiến thắng trực tiếp trước Dương Bảo Thạch rồi. Cho nên trận đấu ngày hôm nay sẽ rất là quan trọng. Còn đối với bảng B, bảng B thì nó đơn giản hơn một chút. Đấy là cả hai kỳ thủ là Vương và Thanh An đều đang có hiệu số 5-0, và trận đấu này sẽ quyết định trực tiếp xem kỳ thủ nào trong nhóm gồm có Vương Bách Huân, gồm có Thanh An và gồm có cả mình sẽ là người nắm lợi thế trực tiếp trong việc giành một suất, có thể nói là chạm một tay vào chốt vé bán kết rồi. Vâng, và chúng ta có thể thấy hiện tại thì chỉ còn thiếu mỗi kỳ thủ Nguyễn Thanh An, và ba kỳ thủ kia đều đã đang rất sẵn sàng ở trong phòng thi đấu. Họ đang ngồi chui rèn lại những cái khả năng của mình như các quý vị đang thấy trên màn hình. Và đúng như Ngọc nói thì cục diện của bảng A hiện tại thì trận đấu này cũng sẽ là trận đấu quyết định trực tiếp ngôi đầu bảng cho đến vòng thứ 6. Và như nói anh Nguyễn Phúc Tuyền đang bám đuổi rất là sát Thạch với hiện tại hiệu số đang là 3-2. Và chúng ta thử vẽ một kịch bản gọi là xấu nhất khi mà Thạch sẽ phải chịu thất bại trong trận đấu ngày hôm nay, thì lúc đấy hiệu số của Thạch sẽ là 4-2. Và tất nhiên ở những ván đấu còn lại thì cũng sẽ là những đối thủ không quá mấy khó khăn cho Thạch. Nhưng mà Ngọc nghĩ sao khi mà những ván đấu còn lại của anh Tuyền, thì trước mắt là anh Tuyền sẽ gặp chính tôi ở vòng 6. Và chúng ta xem những ván đấu còn lại có lẽ cũng không có quá nhiều thử thách, nhưng mà có cơ hội nào cho anh Tuyền để lọt vào bán kết hay không? Để mà nó bây giờ điều kiện để anh Tuyền lọt vào bán kết ngày hôm nay, anh Tuyền sẽ phải xem và theo dõi. Gần như hôm nay anh Tuyền sẽ làm fan thời vụ của kỳ thủ Nguyễn Xuân Tuấn An, bởi vì chúng ta xét trên hiệu số trực tiếp, kỳ thủ Nguyễn Phúc Tuyền đang có hiệu số là 32, còn Dương Bảo Thạch là 41, tức là nếu như ít nhất là muốn giành vé bán kết thì Thạch phải thua một trong 3 trận còn lại mà anh ấy thi đấu. Ở 3 ván còn lại Thạch sẽ đánh với Tuấn An ngày hôm nay này, Trần Sĩ vào vòng 7 và Hàn Tín ở vòng 8. Hai đối thủ sau mình thành thật mà nói mình không đặt quá nhiều niềm tin, cho nên gần như ngày hôm nay anh Tuyền nếu muốn vào bán kết sẽ phải chờ Dương Bảo Thạch thất bại trước Tuấn An. Đấy gần như là điều quan trọng nhất rồi, và quan trọng hơn nữa là anh Tuyền, thực ra đấy là điều kiện duy nhất. Mình vừa mới nhìn lại lịch thi đấu thì ở vòng thi đấu cuối cùng thì anh Tuyền sẽ phải gặp Tuấn An, nó cũng là một thử thách không hề dễ. Và anh Tuyền sẽ phải giành chiến thắng trước Tuấn An ở trong vòng đấu đấy nó thì cũng mới có cơ hội để vào được bán kết của danh thủ chiến năm nay. Đó không phải là một thử thách dễ. Thì thành thật cả 3 đối thủ tiếp theo của anh Tuyền, trước hết là Quang Trung, người đang bình luận với bạn, thứ hai là Quang Dũng. Quang Dũng thì mình nghĩ cũng những thất bại vừa rồi nó chỉ là nó là do yếu tố quản lý thời gian không tốt, chứ các bạn cũng đã thấy cái sự thể hiện Quang Dũng không hề tồi. Và cuối cùng là Tuấn An này, Tuấn An thì các bạn thấy rồi, kể cả Tuấn An có thua trận đấu này mình vẫn sẽ đánh giá rằng Tuấn An là một cầu thủ rất mạnh. Đấy là suy nghĩ của mình, rằng anh Tuyền sẽ phải chờ đợi tương đối nhiều thứ nếu như bản thân mình có bán kết. Có thể nói là những cái cục diện cũng khá là căng thẳng ở cả hai bảng đấu. Tất nhiên là ở bảng B thì nó cũng sẽ dễ nhiều một chút, nhưng mà hiện tại thì có hai người đang độc chiếm ngôi đầu bảng, đấy là Vương và Thanh An. Nghĩa là ở trong những trận đấu còn lại Thanh An thì vẫn chưa gặp Ngọc đúng không, và cũng có thể là sẽ có những cái đột biến gì đấy xảy ra ở bên chúng ta sẽ biết trước được. Trước mắt hôm nay chúng ta sẽ theo dõi những hai ván đấu của những kỳ thủ có thể coi là những kỳ thủ mạnh nhất của Việt Nam. Bây giờ thì Thanh An vẫn chưa vào phòng thi đấu, không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc lại với các kỳ thủ để có thể kết nối họ với phòng thi đấu trong thời gian sớm nhất. Cũng phải nói thêm rằng là sau ngày thi đấu hôm nay các bạn cũng sẽ được, có thể nói là danh thủ chiến vòng 6 sẽ kết thúc gần như toàn bộ trong tuần này với ván đấu tiếp theo sau hai ván đấu hôm nay. Đây là ván đấu diễn ra vào ngày mai vào lúc 19 giờ với kỳ thủ Nguyễn Phúc Tuyền và kỳ thủ Trần Đức Trung của bảng A. Sau đó sẽ là hai ván đấu cùng vào ngày 19, một ván đấu vào lúc 20 giờ giữa kỳ thủ Vũ Hoàn Tý và kỳ thủ Trần Văn Sĩ, một ván đấu giữa kỳ thủ Thái Quang Dũng và Phạm Tuấn Anh, và cuối cùng là vào thứ hai tuần sau vào lúc 8 giờ tối sẽ là ván đấu giữa kỳ thủ Phùng Hoàng Gia Hòa và kỳ thủ Võ Quốc Hiếu. Nên là sau ngày hôm nay thì mình vẫn mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục đón xem những cái diễn biến tiếp theo của vòng 6 của Thuận Vị danh thủ chiến kỳ 1 lần này. Các kỳ thủ sẽ mang đến ván đấu như thế nào ở trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ thì kỳ thủ Nguyễn Thanh An vẫn chưa có mặt, có lẽ chúng tôi sẽ bắt đầu tính thời gian đến muộn và cho ván đấu ở bảng A giữa kỳ thủ Dương Bảo Thạch và kỳ thủ Nguyễn Xuân Tuấn An đã bắt đầu. Vâng, xin chào các kỳ thủ. Hiện tại thì kỳ thủ Nguyễn Thanh An ở bảng B, trong trận đấu giữa kỳ thủ Nguyễn Thanh An và kỳ thủ Quang Môn Xuân vẫn chưa xuất hiện, nên là bây giờ sẽ thực hiện ván đấu giữa hai kỳ thủ Dương Bảo Thạch và Nguyễn Xuân Tuấn An trước, và bắt đầu tính thời gian đến muộn cho kỳ thủ Nguyễn Thanh An là 15 phút. Xin mời hai kỳ thủ Dương Bảo Thạch và Nguyễn Xuân Tuấn An tạo phòng thi đấu. Ở trận thi đấu này thì kỳ thủ Nguyễn Xuân Tuấn An sẽ đi tiên, nên là xin mời kỳ thủ Dương Bảo Thạch sẽ tạo phòng. Chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của kỳ thủ Nguyễn Thanh An ở trong phòng thi đấu rồi. Vâng. Như vậy là kỳ thủ Nguyễn Thanh An cũng đã có mặt. Như vậy là xin mời cả hai bàn thi đấu chúng ta bắt đầu mở phòng. Ngày hôm nay là cũng là lần đầu tiên mà hai ván đấu song song trong cùng một giải đấu của Shogi Việt Nam được tổ chức. Và thành thật là chúng tôi cũng đang rất cố gắng cơ cấu để mà hôm nay có thể đem đến cho các bạn cả hai ván đấu rất hấp dẫn này. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với xem bắt đầu ván đấu đã diễn ra trước, đó là ván đấu giữa kỳ thủ Nguyễn Xuân Tuấn An và kỳ thủ Dương Bảo Thạch. Và trong ván đấu này kỳ thủ Tuấn An là người được đi trước. Tôi cũng xin chia sẻ một chút cái quan điểm của bản thân mình là thực ra thì để mà nói cả bốn kỳ thủ ngày hôm nay chưa gặp nhau quá nhiều. Có thể nói là tôi khá thích kỳ danh thủ này, tại vì các kỳ thủ chưa gặp nhau quá nhiều. Đặc biệt là ván đấu ngày hôm nay giữa kỳ thủ Nguyễn Xuân Tuấn An và kỳ thủ Dương Bảo Thạch thì thành thật tôi chưa được xem quá nhiều ván đấu giữa cả hai kỳ thủ, và có thể nói là hai kỳ thủ có hai lối chơi hoàn toàn khác nhau. Và tôi rất thích điều này. Tôi muốn xem rằng ván đấu giữa một người chuyên cư và một người chuyên trấn của câu lạc bộ Shogi Việt Nam sẽ diễn ra như thế nào. Và cùng lúc đó thì ván đấu giữa kỳ thủ Nguyễn Thanh An đi tiên và kỳ thủ Vương Bách Huân đi hậu cũng đã được bắt đầu. Và cục diện của hai bàn cờ đang giống hệt nhau. Và vẫn là cư đấu trấn, và có vẻ như là Vương cũng sẽ chơi tam gian phi xa giống như Dương Bảo Thạch. Tôi thực ra mà nói ngày hôm nay cũng sẽ là ngày để chúng ta xem rằng câu lạc bộ Shogi Việt Nam thực sự giỏi chơi cư hay giỏi chơi trấn. Tại vì nếu các bạn có theo dõi tài khoản Twitter của Quang Môn và có nói chuyện có chơi cờ với anh ấy thì các bạn sẽ biết rằng là Quang Môn là một người rất thích chơi trấn phi ra giống điên như thế. Và ở chiều ngược lại thì Nguyễn Xuân Tuấn An và Nguyễn Thanh An, Double An đều là những người rất thích chơi cư và cũng đã gắn bó với cư phi xa một thời gian rất là lâu rồi. Cho nên là ván đấu ngày hôm nay hai ván đấu ngày hôm nay sẽ đều là những ván đấu trấn đấu cư, cư đấu trấn, sẽ những ván đấu khá là hay. Có thể nói là cư đấu trấn là một cái thế điển hình ở trong những ván cờ của Vietnam Shogi Club. Không biết Ngọc có thấy thế không nhỉ? Thành thật mà nói, trên quan điểm là một nạn nhân, là một người đã bị đánh bại bởi tứ gian phi xa của Nguyễn Minh Quang ngày hôm vừa rồi, tôi thừa nhận điều này. Và tôi phải nói rằng là câu lạc bộ Shogi Việt Nam của chúng ta có rất nhiều kỳ thủ chơi trấn phi xa tốt. Thực ra thì so với chuẩn chuyên nghiệp khi mà chúng ta xem thì tất nhiên là tôi không thể so sánh, nhưng mà so với mặt bằng chung, so với trình độ của tôi cảm giác rằng họ là những người chơi trấn rất chững chạc. Họ không phải là những tuyếp kỳ thủ tôi xin lỗi, tôi cắt lời một chút, đấy là đúng như dự đoán của Trung, đó là cả hai kỳ thủ đi hậu đều sử dụng cho mình tam gian phi xa. Wow. Tôi khá bất ngờ, tại vì bình thường chúng ta xem Quang thi đấu, chúng ta xem Vương với Quân thi đấu, Vương là một người rất thích chơi tứ gian và là người của lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng mà không, hôm nay có vẻ như là muốn thay đổi. Không, như vậy là không... như vậy là Thanh An đã quyết định đổi tượng. Và Vương sử dụng con dùng xe để ăn vào. Wow. Tôi không biết các bạn có xem công việc của Long Vương hay không, nhưng đây là một tình huống đã xuất hiện ở trong tập 9. Vâng, như vậy là tượng sai đường đến trong... từ tượng sai đường chéo đến từ vị trí của Nguyễn Thanh An. Có vẻ như là một lựa chọn khá là táo bạo, bởi vì cái khai cuộc tượng sai đường chéo có lẽ là một trong những khai cuộc rất ít được sử dụng trong bối cảnh Shogi Việt Nam. Và Thanh An đã đưa con Long Mã, đưa con tượng xuống 43 để phong cấp và cho đối phương cơ hội làm được điều tương tự ở phần đối xứng bên kia bàn cờ. Và có vẻ như là đây sẽ là một ván cờ có thể nói là risky, có thể nói là hai bên sẽ chơi rất mạo hiểm. Tôi không dám chắc lựa chọn của Thanh An có đúng hay không, nhưng tôi tin rằng với một kỳ thủ chơi tấn công mạnh như Tuấn An, tôi nghĩ điều này sẽ không khó khăn đến thế. Tuy nhiên vậy là Vương đã quyết định phòng thủ trước và sau đấy mới đưa con tượng của mình lên 47 phòng cấp. Tôi nghĩ đó cũng là một lựa chọn hay, bởi vì việc bạn phòng thủ cũng cho rằng là bạn không muốn tiến quá sâu vào những thế trận mà như Trung đã nói, thì là nó rất là mạo hiểm, nó mang nặng tính rủi ro. Tôi thành thật là tôi cũng không chơi những ván cờ như thế này nhiều. Tôi tương đối thích những ván cờ nó nằm trong tiêu chuẩn của tôi, thì tôi cũng không dám chắc là lợi thế đang nghiêng về bên nào. Tôi đoán là Tôi đoán là Quang sẽ có lợi một chút, tại vì Quang đang là người phòng thủ. Đúng vậy. Mà trong tình huống này Vương đã đưa cả hai con vàng lên để che chắn khi mà An đã thả tốt ở 4-4, lộ rõ ý định tấn công dồn dập ngay từ những giây phút đầu tiên. Và hiện tại thì long mã của An đang kiểm soát 3-4, kiểm soát cả con tốt ở 2-3. Có lẽ nào An sẽ đẩy con tốt ở cột 2 chăng? Và tất nhiên là An vẫn sẽ phải phòng thủ một vài nước trước đấy, bởi vì con long mã ở 4-7 của Vương ở đây rất là nguy hiểm. Có thể nói là hai kỳ thủ đang cho chúng ta thấy rằng họ đang ăn miếng trả miếng nhau. Tôi khá phân vân về cái ý tưởng tốt 2-4 của anh Trung, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong thế trận này thì tôi không suy nghĩ được gì nhiều, và tôi cũng sẽ mong chờ kỳ thủ 1 trong 2 làm một điều gì bất ngờ. Như vậy là An đã, tất nhiên là An phải chịu mất con tốt ở 7-6 để có lẽ là phát triển ở bên phía cánh trái nhiều hơn. Và sau đó có lẽ là bạc 7-8 chăng? Bạc 7-8 hoặc là vàng 7-8. Tôi cũng suy nghĩ đến 1 trong 2 nước phòng thủ như vậy, và đó là những nước duy nhất tôi có thể nghĩ ra trong tình huống này để có thể không bất quân. Tại vì nếu như bất quân thì ván đấu này sẽ mệt lắm. Thực ra thì vàng 8-8 vẫn là một lựa chọn khả dĩ, bởi vì con long mã vẫn đang kiểm soát đường chéo. Tôi nghĩ cũng được, tôi nghĩ bạc 8-8 cũng không phải một lựa chọn tồi. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn cái hình cờ của An và của Quang, tôi thấy nó khá khác nhau. Vậy là bạc 7-8 rồi. Tôi xin phép tiếp tục quan điểm của mình ra. Chúng ta nhìn vào thế trận của Quang thì Quang có 2 con vàng, và 2 con vàng đấy vô hình chung tạo đường chạy, tại vì cái hướng tấn công và hướng chạy của Quang nó sẽ rất thuận lợi cho việc kỳ thủ Quang của Xuân có thể chạy vào này. Đối với Thanh An tôi lại không nghĩ ngược lại, tại vì con long mã này nó đang đe dọa trực tiếp vào cái phần cánh trái của An. Nếu như tôi chơi cờ mà tôi bảo thế này, tôi cũng sẽ bảo rằng tôi không thích lắm đâu. Tôi cũng đang thấy là An đang xây 2 bức tường ở 2 bên vua. Và có khi nào ván này An sẽ chơi cư vương, hoặc nếu không chơi cư vương thì sau đó sẽ là vua 6-8, rồi lại vua 7-9, rồi lại vua 8-8 để vào Yagura hoặc là một cái gì đấy tương tự. Tôi không nghĩ thế này thì anh ấy sẽ có thể vào Yagura đâu. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ làm được như thế đâu. Và với con mã đi lên thế kia thì cũng không biết là có nhiều lựa chọn dành cho Thanh An hay không. Trong lúc đó chắc là chúng ta sẽ quay trở lại với một ván đấu mà có lẽ là chuẩn mực hơn một chút, đấy là ván đấu giữa Tuấn An và Bảo Thạch. Bây giờ hình cờ có vẻ như cũng có vẻ là đang đáp ứng tiêu chuẩn của Ngọc cũng như là của chúng tôi nhiều hơn về một ván cờ mẫu mực. Ở ván thi đấu này thì Thạch lại một lần nữa chọn chiến pháp sở trường của mình là tam gian, và lần này Tuấn An lựa chọn đỡ, tôi nhớ tôi không phải là Elmo, tôi không nhớ rõ tên của thằng này là gì, nhưng mà đại khái theo ý hiểu của tôi là Tuấn An cũng đang muốn chơi phòng ngự, tại vì hình cờ này không dễ để cho 1 trong 2 bên có thể đột phá ngay lập tức khi mà có con bạc ở 4-7 này. Và khi mà tốt của Thạch cũng đã dâng lên tương đối nhằm ý đồ kiểm soát nhiều hơn là muốn đổi tượng đổi quân để phát động tấn công. Có thể nói là chung và đúng, đây là một màn đấu nó nằm trong mong đợi của tôi nhiều hơn. Những cái hình cờ mà chúng ta thấy khá là có thể nói khá là quen thuộc và cũng khá là chắc chắn đến từ cả hai kỳ thủ. Nhưng mà tôi cảm giác Thạch cũng có một phần tâm lý khi mà hiện tại thành tích thắng thua của Thạch cũng đang kém Tuấn An ở bảng A, và Thạch đang rất cần một chiến thắng tại thời điểm này. Như tôi nói là Thạch cần chiến thắng hơn Tuấn An cần chiến thắng rất nhiều. Nếu như Tuấn An không giành chiến thắng trong ngày hôm nay, hiệu số của anh ta vẫn là 5-1. 5-1 so với 4-2 nó vẫn có một khoảng cách là 1 trận thắng. Còn đối với Thạch, nếu Thạch không thắng trong ván đấu ngày hôm nay, anh Tuyền sẽ có lợi thế trực tiếp trong cuộc đua. Tại vì Thạch không những thua anh Tuyền, Thạch còn thua cả Tuấn An. Nó rất nguy hiểm khi mà trong 3 kỳ thủ thì bạn đã thua 2 kỳ thủ còn lại rồi. Nó sẽ rất nguy hiểm, tại vì trong luật của VIETNAM SHOGI CLUB chúng tôi xét hiệu số đối đầu đầu tiên. Nó rất nguy hiểm. Đúng vậy. Nhưng tôi tin rằng là Thạch cũng biết điều mà tôi nói, và Thạch cũng đã có những sự chuẩn bị cho mình thôi. Tôi tin Thạch là một người như thế. Và hiện tại thì ở ván cờ của Thanh An và Vương thì Thanh An đã tiến con xe lên khá là cao. Có lẽ là đã đi tốt 24 như là dự đoán của tôi. Và có vẻ như là Thanh An cũng đang nắm quyền chủ động hơn trong cái quá trình tấn công của mình, khi hai con long mã bây giờ đã ngự ở trung tâm bàn cờ và nó không còn đe dọa quá nhiều tới khu vực vua của nhau. Và có vẻ như hai bên cũng sẽ có ý định chơi cư vương chứ không định đưa vua vào một cái thành nào đấy. Thì có lẽ đây sẽ là một ván đấu mà nó mang tính kịch tính ngay từ khi khai cuộc. Tôi thành thật là tôi không suy nghĩ được nhiều trong những thế cơ như thế này. Tại vì cái thế trận vừa rồi tôi phân tích, tôi bảo rằng tôi sẽ thích lợi thế dành cho Quang hơn. Nhưng bây giờ Quang có một con bạc ở 82, đây lại là một bức tường nữa. Nếu như các bạn có chơi cái thế đôi chấn, các bạn sẽ gặp một cái thành, nó tên mình không nhớ tên tiếng Nhật là gì, nhưng tên tiếng Anh của nó là Peerless Gold, và nó có một con bạc ở 82 như thế này. Con bạc này nó phòng thủ được đầu nhưng nó sẽ vô tình khiến cho con vua nếu muốn chạy sẽ mất thời gian. Trong thế cờ này thì bây giờ tôi xin phép đánh giá là tôi cảm giác thế cờ này là một thế cờ cân bằng. Tôi không thích thế cờ của bên nào một cách quá mức để mà nói rằng là một bên có lợi thế. Tôi cũng nghĩ là một thế cờ cân bằng, nên là hiện tại thì Thanh An đang có một con tốt, có vẻ một con tốt thông. Mặc dù là khó khai thác ở thời điểm hiện tại, nhưng mà con tốt, chừng nào con tốt còn nằm đấy, chừng đấy bên phía sân của Vương vẫn còn bị đe dọa khá là nhiều. Nếu Thanh An phát triển được quân để khai thác vào con tốt đấy, ví dụ như là đưa con mã lên chẳng hạn. Nhưng mà tôi có nhìn lại cái trận một chút thì tôi không thích con phi xa ở 2-5 của Thanh An lắm, tại vì tôi nghĩ rằng con phi xa này khá là dễ đuổi đi. Tôi nghĩ là lúc nãy khi mà Vương đưa con vàng lên 33 ấy thì đã hoàn toàn có thể gọi là lùi hẳn con xe về 28. Đấy, và bây giờ Vương lại đưa tốt để nhử con xe về 28, không biết là có mục đích gì. Đúng rồi, bây giờ con long mã đang kiểm soát đường chéo nên sẽ có thể thả tốt vào đấy. Vâng, tôi nghĩ tất nhiên là lùi về hàng 6 vẫn có vẻ là ok hơn so với việc đứng ở hàng 5 như vậy. Nhưng mà tuy nhiên, bởi vì có con long mã ở đấy thì vô hình chung là ở nước tiếp theo thì Hoàng Bố Xuân sẽ hạn chế được sự hoạt động của phi xa này. Vâng, như vậy là có vẻ như An đã dính bẫy hoặc đã cố tình dính bẫy, và bây giờ con xe của An sẽ rất là hạn chế. An đưa xe ra biên, không biết có phải là một lựa chọn hay không. Tôi thì nghĩ đưa ra cột bạc sau đấy để tốt vẫn là một lựa chọn khả dĩ hơn dành cho An. Đặc biệt là khi mà đưa con xe vào đấy cũng là đưa vào đường chéo của con long mã. Và sau đấy lỡ may con vua mà có chạy như thế nào sang bên đấy thì con tốt ở 27 sẽ cực kỳ hữu dụng, khi mà hiện tại là có thể thực hiện tấn công kín bằng con tốt này. Bỗng chốc sau một vài nước đi thì tôi muốn rút lại lời nói của tôi rồi, là tôi lại cảm giác rằng Quang sẽ dễ chơi hơn một chút trong thế cờ này. Thực ra thì cái quyết định mà đưa xe sang biên hoặc đưa xe sang cột ban, cá nhân tôi nó không khác nhau là mấy, tại vì con xe đã bị che, nó không còn tự do tung hoành ở khu vực bên phải bàn cờ nữa. Thực ra cái suy nghĩ của tôi về việc Thanh An ngày hôm nay chơi mạo hiểm nó đã xuất hiện trong đầu tôi từ sáng ngày hôm nay, nhưng mà tôi nhớ ra rằng là tối nay mình đi bình luận danh thủ, tại vì tôi cũng không nghĩ rằng nếu như chơi bài bản với Quang thì Thanh An sẽ có cơ hội. Quang là một cầu thủ chơi rất bài bản, anh ta học sách vở, anh ta nghiên cứu chiến pháp rất là hiện đại. Và chúng tôi đều đồng ý với quan điểm này. Cho nên là tôi nghĩ rằng giống như cái cách mà tôi sẽ hơi đặc đề một tí, là giống như cái cách mà Habu tiếp cận vào loạt trận vương tướng 72 lần này, đó là Habu lựa chọn chơi những thế trận tấn công rất là mạnh, hơn là cái việc đánh chuẩn mực trong sách giáo khoa. Và cả luyện với AI nữa, Habu cũng bắt đầu luyện với AI. Tôi nghĩ luyện với AI thì nó là xu thế thôi. Tôi nghĩ trong thời đại này thì ai cũng muốn luyện cờ với AI cả. Và hiện tại thì ví dụ như các bạn có thể thấy vừa rồi là Koyama Rio đã thành công đạt tứ đẳng nhờ vượt qua bài thi liên chuyên. Và ở bài Koyama Rio là một người không hề qua giáo dục ở trường đào tạo kỳ thủ của Liên đoàn Shogi Nhật Bản, và có thể làm được điều đấy thì theo như các bài báo viết là nhờ vào cái việc luyện tập với AI. Nên có thể thấy từ Fuji đến Habu và đến cả Koyama. Vâng, như vậy vừa rồi thì Vương đã đưa con vàng lên trung tâm bàn cờ để đuổi con long mã đi. Con long mã bây giờ có lẽ cũng sẽ rất dễ bị bắt trong hoàn cảnh này. Tôi nghĩ rằng muốn bắt con long mã này thì Quang sẽ tốn thời gian. Tuy nhiên Thanh An không thể làm gì khác với thế trận này được. Đúng vậy. Đấy là vấn đề chính của tôi, tại vì cái việc có con long mã ở 54 sau 10 thảo tốt và 27 này nó vô hình chung khiến cho con phi xa nó không thể hoạt động nữa. Và bây giờ Vương làm gì đây? Chắc là bắt con tốt. Đấy thì hơi kỳ. Đấy là tôi có thể hiểu ý đồ, đó là sau đó bắt con tốt 23 và sau đó nhảy trực tiếp xuống 28. Nó là một bước đi hoàn toàn hiển nhiên. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều cả. Mình sẽ quay lại với ván đấu giữa Tuấn An và Bảo Thạch nhá. Bây giờ thì hai kỳ thủ cũng đã triển khai cái thế trận về trung tâm khá là về cơ bản là đã triển khai xong. Thạch đang có Mino cao với một cái đường chéo hơi hớ hênh một chút, nhưng mà có lẽ là cũng không có vấn đề gì mấy. Và hai bên đang tranh đất của nhau khá là dữ dội ở trung tâm bàn cờ. Wow. Sau khi chúng ta ngồi nhìn một chút ván đấu của Thanh An và Quang thì thế trận nó đã như thế này rồi. Hai kỳ thủ cũng đã phát triển tương đối và bây giờ đang bắt đầu bước vào giai đoạn chung cuộc. Đây mà là một ván đấu cân não, nhưng mà nó cân não theo kiểu bài bản. Nó cân não theo sách. Thực ra tôi không đoán trong đống sách vở của Thạch có kiến thức này. Nhưng tôi đoán rằng nếu như Thạch mà chơi bài bản trong tình huống này thì Thạch sẽ có lợi thế tương đối, tại vì tôi nhìn nhé, cái thế trận của Thạch đã phát triển được rất nhiều quân rồi. 3 quân tướng này thì tạo thành Mino cao để bảo vệ con vua, con quế và con bạc này hoàn toàn có thể tham gia để tấn công vào khu trung tâm. Con tượng và con phi xa này cũng đều đang ở vị trí rất là thuận lợi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào lại cái thế cờ của Tuấn An. Ok, tôi cũng đồng ý rằng là Tuấn An cũng đã phát triển tương đối quân rồi. Tuy nhiên còn con vàng ở dưới, tôi khá quan ngại cho con vàng này, tại vì con vàng này nếu như không di chuyển kịp trong giai đoạn nửa sau của giai đoạn chung cuộc, con vàng này sẽ là đối tượng đầu tiên bị tấn công để sau đấy có thể khai thác một cái đường đáy rất là yếu. Đúng vậy. Với cái ô 89 này là điểm yếu trọng tâm của toàn bộ cái cấu trúc thành này của Tuấn An, tại vì cấu trúc này nếu như không phát triển tiếp sẽ không có đường chạy, mà nếu như chỉ cần có một con phi xa ở đáy thôi, câu chuyện sẽ rất mệt. Cái thành mà Tuấn An đang xây đúng là nhưng mà nó không có đường chạy, nó tức là nó không tạo ra những cái lỗ châu mai ở giữa để cho con vua có thể chạy ra ngoài, cũng như là nó giống như kiểu một bức tường ấy, nó giống như kiểu cái thành tường mà các bạn hay thấy, tường gồm một con bạc và một con vàng. Vâng, như vậy là đã bắt đầu có những sự trao đổi quân ở giữa bàn cờ. Tôi đang suy nghĩ đến nước tiếp theo, có thể Tuấn An làm đúng ý tôi, đó là đẩy tốt 34 để có thể, tôi nghĩ là sẽ tìm cách nhảy lên cột 3, nhưng mà đường chéo bây giờ vì không còn con quế nữa, tôi không nghĩ rằng Tuấn An nên ăn con tốt này, vì nếu con tượng vào 5-5 nó là một vị trí rất nguy hiểm, nó sẽ hoặc là bắt bạn phải không, thực ra tôi nghĩ rằng nếu như để con tượng ở 5-5 thì con tượng đấy cái rate phong cấp của nó khá cao, nếu như không bạn sẽ phải thảo tốt là 4-6 và tôi không thích nước này lắm, tại vì nước này nó sẽ vô tình chặn đường chéo con tượng, đấy không phải những điều tôi thích. Không, có vẻ như Thạch cũng đã có những cái toan tính khác. Thực ra thì cái việc đưa con tốt mình tôi thấy không hẳn tệ, hiện tại thì đổi con tốt và được vừa tấn công kín qua đường chéo, vừa tấn công trực tiếp vào con tượng, và sau đấy nếu như mà đưa con bạc lên ăn thì có thể đẩy con bạc lên trung tâm bàn cờ. Nó cũng là một cái hay. Tôi cảm giác là liên tiếp là một những cái đường tấn công kín từ cái việc mà Thạch khai thác cái đường chéo lớn. Tức là khi bây giờ Thạch có con bạc, Thạch có thể đưa lên bởi vì hiện tại con tượng của An, của Tuấn An không nằm trong đường chéo và nó đang không đe dọa đến con vua của Thạch, và Thạch hoàn toàn có thể làm cái trò khác theo đường chéo, tấn công kín liên tục. Và hiện tại trên đường chéo lớn của Thạch nó còn có cả con xe của Tuấn An nữa cơ. Vấn đề tiếp theo tôi đang suy nghĩ là tại vì có con bạc ở 64 cho nên nếu như mà có thể nhảy cối lên 73 thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc chiến nó mang tính toàn bản cờ, tại vì cái đầu cái thành của Tuấn An cũng không mạnh đến thế, đặc biệt là có tốt ở 76 hoàn toàn có bị khều lên để tấn công một quế mã, và đấy cũng là một nước đi rất là nguy hiểm theo quan điểm của tôi không thích nước đi lắm. Quay trở lại với ván cờ giữa hai kỳ thủ Nguyễn Thanh An và Vương Bách Huân thì bây giờ cục diện có lẽ là đã thay đổi một chút rồi. Tôi nghĩ nó vẫn đang cân bằng. Lúc nãy thì có lẽ là An đã mất một chút lợi thế. Tuy nhiên là tôi vẫn không thích con xe ở 28 của Thanh An. Con quế mã kia nó khá là nguy hiểm theo quan điểm của tôi. Thành thật mà nói, tự nhiên có một con quế mã ở 54 nó kiểm soát được đầu của ông Visa, nó khá là nguy hiểm. Tôi đoán là Quang đang suy nghĩ một là đổi con 5 mã để đi, hai là đẩy tốt phong cấp trực tiếp. Tôi nghĩ đây là hai nước đi có thể cân nhắc tới, bởi vì nó không phải những nước đi tồi. Để tốt phong cấp sau đó đổi xe, và thực ra thì đáy của hai bên đều đang chưa khai thác được gì. Tại vì nếu như tính theo kịch bản của Trung nói đổi xe đó là tốt 27 phong cấp, đồng phi lấy vàng ăn lên, long mã ăn xuống, sau đấy tôi lấy long mã ăn vào vàng ở 56. Tôi không thích cái điều đấy lắm, tại vì khi mà có con long mã ở 27 rồi thì Hoàng có thể thả xe ở 49. Việc đổi xe nếu như không muốn lỗ quân thì Thanh An sẽ bất thế. Còn nếu như chấp nhận mất thế mà thả xe vào 41 thì tôi nghĩ rằng Thanh An và Quang Trung nó có thể phòng thủ được thôi. Đúng vậy. Nhưng mà tuy nhiên lại một lần nữa tôi nói lại về con bạc ở 82, con bạc này tôi vẫn không thích lắm. Con bạc này nó sẽ vô hình chung chặn đường chạy nếu như mà Thanh An có một ý tưởng tấn công nó hay xong này. Cho nên tôi nghĩ rằng cái ý tưởng thả xe 41 thì có phải trông nó cũng không tồi đến thế. Không quá tệ. Nếu như mà Vương xây một bức tường xong ấy, xe vẫn có thể ăn vào con bạc ở 31 để phong cấp, và sau đấy một vài nước trao đổi quân, kể cả là thí con long mã của Thanh An để có thể lấy một con vàng hoặc là một con nào đấy để có thể thả vào 42 hoặc vào 32 để tấn công bức tường đấy. Tôi nghĩ nó hoàn toàn không có những nước đi tồi. Vâng, như vậy là Vương đã quyết định chơi chắc chắn. Tôi nghĩ đây cũng là một ý tưởng có thể hình dung ra được. Trong những ván cờ trước đây chúng ta đã thấy Vương chơi khá là chắc chắn trong một số thời điểm nhất định của ván đấu. Tuy nhiên chúng tôi trong hình như tôi nói được là một lần rồi, nhưng mà trong một buổi chúng tôi ngồi tán phét với nhau thì chúng tôi đều nhận ra rằng là cái sự cẩn trọng của Quang đôi khi nó hơi bị đề phòng quá, nó hơi lo bò trắng răng. Nó không hẳn là lo bò trắng răng, nhưng mà tức là cẩn trọng không đúng thời điểm, tức là khi cần phải tấn công đột phá thì Vương lại đang tỏ ra quá chắc chắn, và điều này sẽ làm cờ của Vương nó bị chậm. Tất nhiên là sau đấy Vương vẫn đánh bại được đối thủ thôi, bởi vì những ván trước thì có vẻ như sự chênh lệch về trình độ cũng là quá lớn. Tuy nhiên là ở ván này thì có lẽ Vương phải chớp thời cơ hơn nếu như Vương muốn giành chiến thắng. Tôi đang tiếp tục suy nghĩ rằng là liệu Quang có muốn tấn công tiếp hay không, hay là Quang sẽ chơi chậm lại. Tôi đang suy nghĩ đến nước vàng 55 trông nó cũng không tệ lắm, tại vì nó sẽ bắt con long mã của Thanh An phải đi về và sẽ vô hình chung thiết lập thế trận. Tuy nhiên nước đấy tôi đánh giá là hơi chậm. Vâng, và đúng. Và anh ta làm đúng những gì tôi nghĩ vào bây giờ. Và bây giờ con long mã nó sẽ có nhịp để nó lui về 46. Sau đấy nếu như thả tốt thì nó có thể lui hẳn về 37 để phòng ngự. Và bây giờ con long mã trong Shogi có một câu thành ngữ là con long vương ở trại địch và con long mã trại mình. Thì bây giờ sẽ là cái lớp phòng thủ hoàn hảo dành cho Thanh An, nhưng Thanh An đã không làm như vậy và Thanh An vẫn muốn bắt con Long Mã. Tôi thấy đây không phải nước đi tồi. Tại tôi không nghĩ mục đích đấy, tôi không nghĩ mục đích là bắt con Long Mã đâu, mục đích phải là bắt con vàng ở trung tâm bàn cờ. Tại vì bây giờ theo suy nghĩ của tôi nhá, nếu như Hoàng chạy con Long Mã này đi thì rõ ràng là sẽ cho nhịp, sẽ cho một nhịp để trước hết là có thể suy nghĩ đến việc thảo tốt ở 2 năm để chặn phi ra lại. Thứ hai là sẽ có nhịp để lui về Long Mã. Còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái phương án mà các bạn sẽ thử nghĩ đầu tiên, đấy là tôi chưa kịp làm gì thì Hoàng đã đi rồi. Tuy tức là Hoàng muốn bỏ con vàng này, vậy là bỏ con vàng để tôi bỗng dưng tôi cảm giác có điều gì đấy không ổn. Và tôi vừa nhìn qua engine ở máy của tôi đang thấy con engine đánh giá thế cờ này có lợi dành cho Thanh An. Tại vì các bạn nhìn nhé, thứ nhất, cái kịch bản đầu tiên mà tôi phân tích rằng là Thanh An sẽ là người ăn con vàng này cuối cùng. Tuy nhiên trong cái kịch bản này thì Thanh An sẽ là người ăn con vàng đầu tiên và sẽ giành được một chút lợi thế với con số trước. Thứ hai, các bạn có thể nhìn ở cột 7, 2 con tốt này, cái con bạc ở 82 này vô hình chung nó sẽ trở thành một con bạc có thể báo Hoàng. Con bạc này rất nguy hiểm. Và con bạc này nếu như An cũng đã không ăn vàng ngay mà để tốt, thả tốt chứ, thả tốt. Nếu như con phi xa không ăn con tốt này thì chắc chắn là cột 2 không có sức ép rồi, và có lẽ là đây là con tốt tổng độc. Đúng rồi, và Thanh An có thể cứ thế mà ăn con vàng thôi. Còn nếu như mà Hoàng ăn con tốt này, tôi suy nghĩ nước tiếp theo đây thả tốt 2 năm, đây là một đòn thả tốt câu. Tôi nghĩ cũng ăn rồi. Có thể nói là Thanh An đang thực hiện những nước cờ có thể nói là không phải ngẫu nhiên mà Thanh An lựa chọn những thế trận khó như thế này. Tuy nhiên bây giờ tôi đang tiếp tục suy nghĩ rằng là con phi xa này liệu có chạy về 5-4 hay không để bảo vệ con vàng. Thế tôi thấy một điều mà Thanh An đã làm thành công ở ván đấu này là khiến cho đối thủ bối rối, bởi vì bây giờ thế cờ vẫn đang khá cân bằng và có thể là vẫn có lợi thế nhỉnh hơn một chút cho Thanh An, và trong khi đối thủ đã tốn hơn một nửa thời gian. Wow, tôi thành thật rất thích cái cách mà Quang tiếp cận với trận đấu ngày hôm nay, nhưng mà An làm tôi bất ngờ. Quang rất đề phòng, tôi đồng ý. Nhưng ngày hôm nay Thanh An đã chơi một cái chung cuộc, đã lựa chọn một cái bài rất phức tạp ngay từ đầu để chứng tỏ rằng là tôi sẽ chơi với anh, tôi sẽ thử thách khả năng đọc cờ của anh. Quả là người đã đánh bại Vương ở trong giải giao hữu kỵ sĩ lần thứ nhất của VIETNAM SHOGI CLUB. Chúng ta hãy cùng quay lại ván đấu giữa Dương Bảo Thạch và Nguyễn Xuân Tuấn An. Và ván đấu này thì hiện tại hai bên cũng đã có những cái trao đổi nhẹ nhẹ ở bên phía cánh trái của bàn cờ. Và tuy nhiên thì hiện tại có vẻ như Thạch cũng đang có tay trên ở ván đấu này. Không biết là Ngọc đánh giá cuộc diện tại như nào. Tôi cũng xin phép được đồng ý với Trung là tôi bắt đầu thật sự cảm giác rằng là Thạch đang nắm lợi thế dần dần. Thứ nhất, như tôi nói, cái thành này có cái đầu tốt, bao cũng rất yếu, hoàn toàn có thể khai thác, và đúng thôi, Thạch đã khai thác thành công bằng việc, tôi không biết là điều gì đã xảy ra trong lúc mà chúng ta bình luận cái bản đấu rất là hấp dẫn kia, nhưng mà tôi thấy đây là con tốt, tôi thấy một cái đầu thành rất hở, tôi thấy một con tượng đang ở đây, và nhiệm vụ của Tuấn An bây giờ trước hết là phải đuổi con tượng này ra khỏi đường chéo, nó rất là nguy hiểm. Tại vì Thạch hoàn toàn có thể suy nghĩ đến một đòn thả quân thí, nó rất nguy hiểm. Và Tuấn An cũng đã làm thế bằng nước mã thả vào 36. Bây giờ thì Tuấn An sẽ phải lùi con tượng này về hoặc là 62 hoặc là 71. Tôi sẽ thích nước 62 hơn, tại vì 71 thì tủ quá tất nhiên rồi. Sau đấy thì tôi đang muốn suy nghĩ tiếp, tại vì thành thật mà nói thế cơ này nó rất là phức tạp. Nó không phức tạp theo cái kiểu tấn công dồn dập và nó rất là mạo hiểm như là bên kia. Như vậy là Thạch đã lùi về 62 đúng như Ngọc dự đoán. Tôi nghĩ đó cũng là một nước tôi cũng cảm thấy nó khá là hiển nhiên, tại vì sau đấy có thể vâng như vậy là chạy xe chăng, bởi vì nếu như ăn con mã vào thì sao, nếu ăn con mã vào thì sao, thì không, tất nhiên sẽ là một cuộc trao đổi không công bằng. Tuy nhiên là hiện tại thì đúng vậy, như vậy thì Thạch cũng chắc chắn là sẽ phải chạy xe. Bây giờ thì Tuấn An đang đe dọa theo một nghĩa khác, và có hai con mã đang lăm le xâm nhập vào vùng phong cấp của Tuấn An. Thực ra thì tôi thấy tôi trong lúc ngồi phân tích tôi đã thấy cái nguy hiểm ngược lại mà Tuấn An đang dành cho Thạch, đó là đường treo chính. Lại một lần nữa nó là đường treo chính của, thì nó là hai kỳ thủ đang sử dụng tượng để đấu với nhau một cách rất là cân tài cân sức, khi mà cả hai bên đều đang lựa chọn những thời cơ rất là khó nắm bắt. Con token của Tuấn An nếu như còn để nó tồn tại, tôi cũng không nghĩ rằng Thạch sẽ được yên đâu, tại vì con token mà ở vị trí này sau này là ở 43 và sau này có thể thả thêm một con 52. Cái cấu trúc của thành Mino cao nó sử dụng để chơi những bản đấu như thế này. Tuy nhiên nếu như bị tấn công thấp hơn một chút thì cái thành Mino cao này mô hình chung nó lại không quá an toàn, đúng nhất. Tại vì nếu như bây giờ tôi nói, nếu như con vàng nó còn ở vị trí 52 thì cái nước token 43 tôi lại không phải lo quá nhiều. Tuy nhiên khi mà con vàng còn 63 rồi thì con token nó sẽ có cơ hội để nó áp sát hơn vào cái thành này, để cho Tuấn An có thể chơi một cái đòn tấn công phối hợp, ví dụ như là token 43 này, sau đấy tôi nhảy quế xuống 53 phong cấp thì vô chung tôi đã, mặc dù là 1 đối 2, tuy nhiên đó là đổi một con tốt. Trong lúc đó thì ở ván cờ của Thanh An thì Thanh An cũng đã đổi xe lấy tượng và hiện tại đã có một con Long Vương ở bên sân của mình rồi. Tôi xin mạn phép đánh giá thế trận này đang có lợi cho Thanh An. Nó đang có lợi rất nhiều, tôi không hề đùa, tại vì người tấn công trước đang là Thanh An và tôi chưa nhìn thấy một cơ hội nào rõ ràng để Tuấn An để Quang có thể tìm cơ hội cả. Tất nhiên là có vẻ như Vương đã vừa tự mở đường cho mình bằng nước thả tốt. Tuy nhiên là An đã chọn lờ đi và tấn công tiếp. Và đó là một lựa chọn chính xác. Theo tôi nghĩ đó là một lựa chọn chính xác. Bởi bây giờ quân thủ của An không có tướng để thả vào thủ, chỉ có con tượng. Và bây giờ Vương cũng chưa thể gây áp lực trực tiếp lên An. Và nước Long Vương 5-1 sẽ là nước không thể tránh khỏi. Vâng, như vậy là Vương cũng biết và Vương đã phòng thủ. Một ván gấu có thể nói là đang rất hấp dẫn khi mà từ cái lợi thế. Cầm tốt lên và ăn vào phong cấp chăng? Ở bên màn hình của An tôi cũng thấy An đang có vẻ An đang muốn lựa chọn giữa phong cấp và không, tôi không hiểu tại sao. Không. Hoặc tôi sẽ nói rằng kỹ thuật gì đấy. Tôi không biết là các bạn biết cái trick này không, nhưng mà để hủy một nước đi mà chúng ta muốn phong cấp hay không, các bạn hãy nhấn nút EXC hoặc là bất cứ một nút nào mà không làm cho các bạn có thể đưa ra hành động để các bạn có thể hủy cái nước đi đấy của mình. Tuy nhiên thả ăn là nếu lấy bạc ăn lên thì sao? Bạc ăn lên thì vô hình chung Quang sẽ có đường chạy. Còn nếu lấy cối ăn lên là, nó tất nhiên nó là một lựa chọn tồi. Tôi sẽ không nói tại sao nó tồi. Nó là một lựa chọn rất là xấu mà tôi cá nhân tôi không biết lựa chọn này lắm. Vâng, như vậy là An đã quyết định. Một thế cầu rất rằng co. Tất nhiên sẽ phải là bạc ăn lên mà thôi. Không thể có lựa chọn khác được. Tuy nhiên sau đấy sẽ là có thể là mã 85 hoặc là cái gì đó. Mã 85 thì không tốt lắm, nhưng mà sau đấy có thể là lấy mã ở 21 để tấn công và có thể kệ luôn con tốt ở 36. Tuy nhiên tôi muốn các bạn chú ý đến một điều rằng lợi thế thế trận. Như vậy là mục đích của Thanh An là lấy tốt à? Tôi đang suy nghĩ tại sao tôi không thích nước đi này của Thanh An. Nói thật là như thế. Thanh An muốn ăn con quế ở 21 à? Ok, tôi sẽ nói rằng trong những tình huống thế này thì tôi có thể hiểu được quyết định đấy, nhưng mà việc thả con tốt ở 2-1 vô hình chung chặn, thứ nhất là chặn đường con Long Vương về nếu như cần phòng thủ sau này, và thứ hai tự nhiên bạn thả vào con tốt như vậy không thích lắm. Và thứ ba là nó sẽ không cho Thanh An thả tốt để phòng thủ sau nếu như mà con tốt đấy, con tốt ở cột 3 của Vương mà có đục vào. Và hiện tại cái thế đấy nó hoàn toàn có khả năng xảy ra và đã đục vào rồi, đã ăn vào con mã rồi. Tôi đang bỗng chốc hơi khó hiểu với những quyết định vừa rồi của An, khi mà bỗng chốc lại hơi chậm lại cái đợt tấn công của mình để mà tiếp theo có lẽ sẽ là ăn bằng vàng để có thể linh hoạt trong phòng thủ hơn, cũng như có thể đưa con xe giải thoát ra khỏi cái thế tù lúc nãy giờ. Tôi nghĩ ăn bằng vàng hơi nguy hiểm, vì ăn bằng vàng thì Hoàng có thể thả với cái 36 đấy. Con tốt ở 32 đã báo hạn Thanh An như thế rằng nếu như không có con tốt này thì tôi chỉ việc lấy con vàng hoặc là lấy con Long Vương ăn về. Đúng vậy. Tôi đã ăn bằng bạc rồi. Bỗng chốc tự nhiên cái thế trận làm tôi suy nghĩ nhiều quá. Một thế cờ rất khó. Tôi nói là tôi chưa bao giờ tôi nghĩ ra những thế cờ khó như thế này. Trong khi đó cập nhật tình hình một chút thì ở bên bàn của Thạch thì có vẻ như hai kỳ thủ cũng đang đánh khá là chậm, khi mà trong suốt thời gian vừa rồi có lẽ là mới chỉ có một nước đi được thực hiện. Và thì thế cờ về cơ bản thì vẫn chưa có gì thay đổi quá nhiều. Tôi trong thời gian chúng ta bình luận cả một cái diễn biến vừa rồi ở cái bàn tấn công rất là máu lửa bên này thì bên kia hoàn toàn không có một nước đi nào mới. Cho nên là tôi cũng không bất ngờ gì về cái thái độ cẩn trọng này. Wang đã đẩy con tốt lên và dụ con vàng ăn lên, và hai con tốt thông của Vương trong những nước đi vừa rồi có thể là đã phá tan cái đội hình nó là thành của An. Thành này hình như tôi nhớ không nhầm là thành con vịt, nhưng mà là con vịt gì thì tôi không dám chắc bởi vì trông nó khá là lạ. Tôi bây giờ tôi muốn chú ý các bạn một điều là con vàng ở 27 chỉ có con xe phòng thủ thôi, nên nếu trong trường hợp mà vậy là thả tượng ở 39. Tôi hiểu ý đồ của nước đi này, rằng là bạn sẽ có một con vàng nếu như Thanh An chạy con xe ra khỏi cột 2. Tuy nhiên đúng, An đã đi nước xe 29 để nước trong phản xạ của tất cả mọi người để giữ con vàng này lại. Tôi không nghĩ gì bất ngờ mà con Long Mã để có thể quay lại. Tất nhiên là bây giờ thì chưa có một cơ hội tấn công nào rõ ràng, trừ mã 47 đang là một cơ hội khả dĩ. Tôi cũng suy nghĩ đến điều đó, nhưng mà tuy nhiên rằng như vậy là Thanh An đã tham và quyết định lấy mã, và tôi đang có thể mã 47 đang là lựa chọn khả dĩ nhất trong thời điểm hiện tại. Tôi cũng nghĩ rằng mã 47 là một lựa chọn khả dĩ, vì bây giờ con mã này sẽ rất mạnh và nó có khả năng gây sức ép vào con Vương đang đứng trơ trọi ở năm 9 thì phải. Nó rất là nguy hiểm. Trong khi đó thì Thạch đang bắt đầu đuổi con tượng của Thanh An đi chỗ khác, của Tuấn An đi chỗ khác. Ở bên thế trận của bàn của Tuấn An và Bảo Thạch thì có vẻ như tất nhiên là thế trận cũng đang giằng co, nhưng mà giằng co như tôi đã nói một vài lần là giằng co theo một kiểu rất là khác. Thế nhưng bây giờ thì Tuấn An có lựa chọn Tuấn An khá là có thể là đơn giản không? Cũng không đơn giản lắm. Bây giờ Tuấn An có thể lùi con tượng về, nhưng Thạch có thể thả tốt vào 4-6. Tôi nghĩ rằng nếu như Thảo Tốt là 46 thì bạn thì tất nhiên rằng là con bạc sẽ phải lui về thôi, và thế trận này nó sẽ rất là dài, thế trận này nó sẽ vô chung, nó bị dài quá mức. Thực ra thì tôi lại thích những bản đấu như thế này, nó thể hiện cái chiều sâu chuyên môn cả về cái việc xử lý chung cuộc lẫn cái kiến thức về Joseki cũng như là những cái khai cuộc của hai kỳ thủ. Vâng, còn bên phía của Vương và Thanh An thì Vương không đi mã 47 như tôi đã dự đoán, mà Vương đã đi một nước mạnh hơn, đấy là mã 56. Nước này tôi đã không nhìn ra, tuy nhiên nước này có tác dụng với những đội hình rất là mạnh. Và phải đuổi con vàng của Thanh An chạy ra ngoài. Và tôi đang rất lo cho Thanh An trong thời điểm hiện tại. Tôi suy nghĩ đến một cái ý tưởng khá là hay, khá là kỳ ở con cuối 56 này, đó là tôi nghĩ ý tưởng đấy cũng không tồi lắm, tại vì nếu như lui con long mã về mà Thanh An có thả quế vào thì có thể lấy con vàng ăn trực tiếp, sau đấy sẽ đe dọa một đòn chiếu mở, một đòn tấn công mở, đấy là lấy quế để phong cấp sau đó chiếu vua tấn công vào đầu con mã, đúng như tôi đã lo ngại. Trời, tôi dự đoán sai hơi nhiều, nhưng mà bây giờ thì kiểu gì thì kiểu Tuấn An, Thanh An cũng sẽ mất con cuối ở đây thôi. Quan trọng là liệu có đòi lại được cái gì hay không. Theo quan sát của tôi hình như là không đấy. Và tôi đang bắt đầu cảm giác rằng Thanh An mặc dù còn rất nhiều thời gian nhưng Thanh An bắt đầu hụt hơi ra khỏi cuộc chơi này rồi. Không, tất nhiên thì cái tempo mà Vương dành cho cái việc ăn con mã, Thanh An có thể dùng để tấn công ngược lại. Nhưng nó chỉ là một vấn đề của tôi, nó chỉ là một nước, nhưng mà tôi nghĩ con Long Vương của An vẫn đang rất là mạnh, và hiện tại thì trong tay An có một con mã, nếu như có một con tướng thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn khá là nhiều. Tuy nhiên là đúng vậy, Thanh An vẫn cần thêm chất, và có thể một, tất nhiên một con tướng bây giờ thì nó sẽ dễ thở hơn với Thanh An. Tuy nhiên là bây giờ con mã bằng một con thương thì cũng hơi khó để vẽ được tấn công trong thời hiện tại, hoặc có thể là thương 66. Tôi nghĩ thương 66 không tồi. Tôi nghĩ thương 86 cũng không phải nước tồi, tại vì con tốt ở đây cũng sẽ gây sức ép cho vua. Tuy nhiên tôi đang nhìn thấy một nước phòng thủ, hơi tiêu cực một chút, nhưng mà nước phòng thủ này sẽ khiến cho tấn công của An chậm hơn, đó là lấy long mã ăn tốt ở 32 để đe dọa. Tại vì nếu bây giờ các bạn biết, nếu không bây giờ mà Thanh An không con bạc này, Thanh An sẽ đi thua bàn đấu luôn. Đúng, một con long vương sẽ không thể giải quyết được cả bàn đấu. Còn nếu như mà muốn giữ con bạc này bằng cách đấy là đẩy bạc xuống 31 thì con bạc ở 31, kể cả nó có phong cấp hay không, nó sẽ rất là tốn thời gian, khá là tù. Nó sẽ rất là tù. Vô hình chung bạn phải mất ít nhất là một nước để bạn đưa con bạc trở về thế cờ ban đầu. Một nước là quá đủ. Đúng vậy, cảm giác là con bạc hay là con vàng, bất kỳ con gì phong cấp thành con vàng, nếu để ở hàng cuối, nó mặc dù nó là phong cấp nhưng mà nó vẫn giống như kiểu con tốt lụt trong cờ tướng ấy. Tôi cũng đồng ý rằng là không phải nó không lùi được, mà là cái sự lùi của nó rất tốn thời gian. Tôi không thích điều đấy. Một quả, một trứng nhá. Một thời cơ thì nó đang rất là, mặc dù chúng ta thấy Hoàng có lợi nhưng Hoàng cũng rất thận trọng, Hoàng cũng tin rằng là mình sẽ chưa thể giành chiến thắng được ngay. Một thái độ rất tôn trọng đối thủ, có thể nói là như vậy. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại ván cờ giữa hai kỳ thủ Dương Bảo Thạch và Nguyễn Xuân Tuấn An, và hiện tại thì thế cờ đang rất là giằng co, rất là căng thẳng giữa hai kỳ thủ, và ở đây sẽ là ván cờ rất lâu. Bây giờ thì Tuấn An đã chạm mốc 5 phút rồi, có thể đây sẽ là ván cờ đua nhau ở Byoyomi. Tôi đang suy nghĩ, tại vì con tượng ở 3 năm nó không ảnh hưởng nhiều như con tượng ở 44. Vô hình chung sẽ có đường chạy và Thanh An đã quyết định chơi phòng thủ và Tuấn An đã quyết định chơi phòng thủ. Wow. Tuấn An muốn kéo ván cờ đường dài hơn à? Tuấn An thực sự muốn kéo ván cờ đường dài hơn. Của con tượng ở 33 ở 77 tôi nghĩ nó không nhiều đến thế, bởi vì bây giờ đã có bức tường hai con tốt của Thạch và bây giờ cái việc tấn công mở đường chéo này là gần như là khá là bất khả thi. Bây giờ ví dụ như đục vào 5 năm thì Thạch vừa ăn lại con tốt vừa đưa được con bạc lên trung tâm, gây thêm sức ép cho bên phía cánh trái của Tuấn An. Một ván đấu mà cả hai bên đều có rất nhiều toan tính. Tôi đang suy nghĩ được đi tiếp theo của Thạch, đó là Thạch có thể đẩy tốt, ăn tốt ở 56 để gây thêm sức ép trung tâm. Tại vì khi mà bạn không có phi ra trong cuộc chơi nữa thì bạn không được, thì bạn phải chất chiêu tí một. Điều đấy tương tự với Tuấn An, tại vì Tuấn An ngoài hai con tốt và một con xe ở 28 cũng chưa hoạt động được quá nhiều ra, thì Tuấn An cũng sẽ phải chơi rất đề phòng. Tại vì thế cờ hiện tại tôi sẽ dùng từ lộn xộn, thế cờ nó tương đối lộn xộn. Mặc dù hai bên ít nhất là trông nó đỡ hơn là ván cờ của Thanh An với cả Quang, tuy nhiên nó vẫn rất là lộn xộn. Thật sự là đúng như tôi đã kỳ vọng thì đây là hai ván đấu sẽ làm cho chúng ta cực kỳ phấn khích và cực kỳ căng não khi phân tích. Không riêng gì các kỳ thủ, chúng tôi cũng đang rất căng. Tôi trong khi đấy một diễn biến khác, tôi đang nhìn vào bàn của Thanh An và Quang. Wow. Tức là nước đi vừa rồi của Quang là Long Mã 75 để gây sức ép vào O48 đang có một con Quế và sau này có thể thả thêm tốt. Tuy nhiên thì Thanh An thì cũng không phải dạng vừa, Thanh An cũng quyết định muốn tấn công lại. Tôi nghĩ ăn con tốt này không ổn, tại vì như các bạn biết là trên tay của Thanh An đang có một con Quế, và chỉ cần bất cứ một cái sự xáo động nào trong cái số lượng quân của cả hai bên sẽ làm thay đổi thế trận. Vậy là hiện tại cái U48 của Thanh An cũng đang được bảo vệ khá chắc chắn. Bây giờ không chỉ có con vàng mà có cả con bạc ở 37 nữa. Một cái thế cờ có thể nói là nó rất là uyển chuyển. Quang cũng không có con cờ nào để tấn công trực tiếp vào. Bây giờ Quang đang đứng trước lợi thế tấn công, nếu đang đứng trước cái mối đe dọa tấn công đến từ Quang đã quyết định chạy. Tôi đang định nói thì nếu như mà Quang bỏ qua ở đây tấn công luôn thì sẽ bị mất nhịp khi mà tốt nó đủ được vào cánh bên này, và nó sẽ là một cái gây go cho Quang vì sau. Và đúng rồi, và Quang đã quyết định phòng thủ. Một ván đấu mà bỗng chốc mọi câu chuyện nó lại trở về ban đầu, khi mà bây giờ tôi lại không thấy lợi thế nào quá rõ ràng để cho một trong hai bên. Vâng, như vậy là Vương đã bước vào Byoyomi và đây sẽ là một thử thách cực lớn đối với Vương khi mà thế cờ vẫn chưa đoán định được và An còn tận 13 phút. Cái lợi thế 13 phút này sẽ là lợi thế trong việc bạn có thời gian để suy nghĩ và dừng lại. Quang sẽ không có cái quyền đấy. Wow. Một đòn tấn công khá là mạnh bạo. Quang muốn tấn công. Tôi cũng đang muốn nhìn xem có đòn nào để phản kích lại không, tại cá nhân tôi chưa nghĩ rằng là bắt mã nhanh. Đúng vậy. Đây sẽ là một cuộc đổi quân. Bắt mã theo tôi nghĩ trong tình huống vừa nước đi chính xác. Sau đấy thì Quang từ từ không. Thanh An không thể thả thương được vào, tại vì nếu thả thương vào thì anh ta mã bắt và cái thế cờ nó rất là khó. Tuy nhiên trên tay của Quang chỉ có tốt và tốt thôi, cho nên là Thanh An có thể suy nghĩ đến việc thả thương. Nhưng rất hay, vừa chặn đường chéo mà trong lúc đấy lại tấn công ngược lại con Long Mã của Vương. Thật sự ở ván này Thanh An, tôi nghĩ là Thanh An đã chuẩn bị kỹ cho ván này. Không, tôi không thích cái ý tưởng này lắm, tại vì Wang sẽ có một đòn phản công đó chính là nước Long Mã 5 năm. Thứ nhất là nó tấn công con Long Vương 1, thứ hai là nó tấn công con bạc ở 37. Ăn miếng trả miếng. Tất nhiên thì con bạc này vẫn đang được con vàng giữ, thì tôi nghĩ là nó cũng không, tức là bây giờ thì cái mối đe dọa đường chéo, mối đe dọa vào 48 đã bị con mã ở 66 bịt kín. Và bây giờ tôi nghĩ việc cần làm chỉ là chạy con Long Vương đi mà thôi. Tôi nghĩ là nên chạy con Long Vương đi thật. Chỉ cần chạy con Long Vương này đi thôi, bởi vì cái cuộc trao đổi kể cả có lấy 1 đổi 2, nhưng mà mất đi con Long Mã trung tâm bàn cờ cũng đã giảm đi phần nào gánh nặng cho An tại thời điểm này. Và sau đó An chỉ cần chạy vua sang cánh phải, xin lỗi, sang cánh trái, thì mọi mối nguy hiểm nó gần như là nó cũng đã giải quyết được. Và sau đó, hoặc là sau đó nếu như mà con mã ăn vào thì có thể đẩy xe lên 26. Con xe bây giờ đã có thể hoạt động trở lại, đẩy xe lên 26, tấn công vào trung tâm, tấn công vào con vàng, và có thể bắt đầu sử dụng con xe này trở lại. Thực ra cái ý tưởng vừa rồi tôi cũng suy nghĩ đến, nhưng mà cái việc chạy wow, tôi đang muốn hình dung mục đích của nước đi này là gì. Hiện tại con mã ở 44 không hề được bảo vệ, và việc kéo thực ra việc kéo con Long Mã về nó cũng sẽ làm cho mất đi một mối đe dọa, và Thanh An sẽ không cần phải mất con bạc làm gì. Và bây giờ thì Vương đang chịu áp lực thời gian. Tại vì tôi cũng hình dung ra được ý tưởng rồi, đó là nếu kéo Long Mã này về thì Thanh An sẽ có thời gian để kéo Long Vương về 41, và sau đấy có thể thực hiện một đòn chiếu mở để bắt được con Long Mã này. Wow, nó hoàn toàn nó không phải một đứa đi tồi. Tại vì nếu bây giờ mà giải quyết được con Long Mã này mà đưa được con Long Vương về trung tâm bàn cờ. Vâng, đúng như Ngọc đã dự đoán, có lẽ sẽ là một đòn chiếu mở đấy. Tôi nghĩ rằng Quang nên chạy. Quang nên chấp nhận mình hơi chậm một chút. Tại vì nếu bây giờ mà bị chiếu mở là hơi mệt đấy. Tại vì nếu bây giờ đánh mất con Long Mã này, sau đấy mà mất thêm cả con cối ở 45 nữa, thì tôi thành thật với các bạn là không còn khả năng tấn công nữa. Thế cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Đúng, thế cục sẽ xoay chiều 180 độ. Ban đầu chúng tôi khi xếp bảng mà chúng tôi thấy Quang và Thanh An cùng chung một bảng, chúng tôi đều nghĩ rằng Quang kiểu gì cũng sẽ giành chiến thắng thôi. Nhưng mà không, toàn bộ diễn biến ngày hôm nay đang chứng minh rằng chúng tôi nói sai. Vâng, tôi không thể ngờ rằng là Vương cũng đã biết được nước đi, biết được ý định của An, và Vương đã quyết định chạy. Sau đấy thả thương. Vâng. Một nước middle block, và tôi đang hình dung ý tưởng nó nằm ở đâu. Nhưng mà tôi vô hình chung tôi lại thấy nước đi này hơi kỳ. Tại vì bây giờ thì Thanh An có thể sẽ phải chịu được tấn công, sẽ chịu một con vàng trực diện. Vàng này sẽ rất là mệt. Không, chưa phải là một con vàng trực diện. Vậy là Thanh An sẽ không chịu để một con vàng trực diện như thế. Đây tôi nghĩ là có lẽ người mới chơi sẽ làm thế, nhưng Thanh An thì không. Và với nước đi này thì mặc dù là một cuộc trao đổi nó không lời, nhưng mà tạm thời thì Vương cũng không thể dùng mã để tấn công. Vương chỉ có con vàng, và sau khi thay đổi này thì cái áp lực nó cũng sẽ bị triệt tiêu, trừ khi là đổi vàng, sau đấy là có thể thành quế 58, đồng xe, và sau đó thả vàng, lại thả vào 57. Tôi suy nghĩ đến một nước đi cũng có sức tấn công là tốt 77 phong cấp, để nếu như bạc mà ăn lên thì tôi sẽ có thêm một con vàng để tấn công. Tuy nhiên tôi có hơi phân vân để có chậm hay không, tại vì Thanh An có thể nhảy thương xuống để tấn công và để đưa cái thế trận để trở thành một thế trận rất phức tạp. Sau đấy thì Quang quyết định thả cuối vào 35 mà. Tôi hình dung được ý đồ đầu tiên của nước đi này, đấy là bắt con vàng 27, sau đấy là nhảy số 47 tấn công. Tôi cũng đang muốn nhìn xem là có cách nào để chống lại không, tại vì Nếu như bây giờ cứ thế mà lao thương xuống thì cũng không hay lắm. Không, nhưng mà Thanh An đang cầm môn thương này lên. Ồ. Như vậy là An đã quyết định bỏ tất cả để chơi tất tay. Đây sẽ là một hand bài Onin. Và câu chuyện của chúng ta bây giờ là ai sẽ là người tấn công thành công trước. Tôi nghĩ là Vương sẽ chưa thể tấn công được, bởi vì ba con tấn công của Vương ở trung tâm vẫn đang xếp chồng lên nhau, và cái việc này nó không giúp ích cho lắm trong việc bao vây con vua. Và như tôi đã nói, con vua có thể chạy sang bên trái và An sẽ có thể lấy được một vài cái tem để tấn công ngược lại với một con thành hương ở bên kia. Wow, vậy là Thanh An cũng tức là Quang quyết định chơi tấn công trước. Trong khi đấy tôi đang nhìn diễn biến bàn thi đấu còn lại. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đá nội dung một chút. Đấy là wow, hai Thạch đã thành công xâm nhập được vào thế trận, nhưng điều duy nhất mà Thạch có chỉ là một con long mã. Con long mã này rất đơn độc. Đấy là vấn đề của tôi. Con long mã này rất đơn độc. Chưa có gì hỗ trợ cho con long mã này. Và tất nhiên cấu trúc thành của Thạch vẫn đang rất vững. Và con xe cũng không đến nỗi bí đến thế. Con xe bây giờ đã có thể đưa ra 4-2 được rồi. Đúng, tôi nghĩ 4-2 hoặc 5-2 được. Tuy nhiên tôi xin phép không đồng ý với Trung lắm là tại vì trên tay của Tuấn An có tốt. Đây là trên tay của Tuấn An đã có đến 4 con tốt. Nó sẽ quay lại diễn biến căng thẳng của bên phía bàn của Thanh An. Như vậy là đã quyết định phong cấp, nhưng phong cấp này không phải là một nước chiếu. Như vậy là thí không made in một không siêu ơi không, có lẽ không phải vẫn còn con xe, nhưng mà tôi không nghĩ đấy là một nước đi tốt khi mà nước mã lên 47 phong cấp. Nó không phải là một nước chiếu, nếu không phong cấp thì nó là một nước chiếu cần phải phản ứng với nó, nhưng nếu nó phong cấp thì hoàn toàn có thể tấn công tiếp. Tôi đồng ý, và bây giờ tôi đang hiểu ý đồ của Thanh An là Thanh An muốn tấn công. Tại vì bây giờ thứ nhất là bạn sẽ kéo được con long mã ra khỏi cái sự phòng thủ 54. Tại vì cái con cuối ở 56 này sẽ giúp bạn thả được con vàng vào đúng vị trí 54, không có long mã phòng ngự đấy. Tức là vậy là đó. Vậy là Quang phải cụp lại. Bây giờ với chỉ một con xe không thì không đủ. Tôi thành thật với các bạn, với chỉ một con xe không thì không đủ. Một con xe không chưa đủ, một con xe và một con long mã chưa hề đủ. Nhưng mà hai con long mã và con tốt ở 76 vẫn là một vấn đề lớn. Tôi đồng ý thôi, nhưng bây giờ anh Trung thử suy nghĩ cho tôi ra một nước đi nào có thể tấn công được trong thế trận của Quang bây giờ. Tôi không nghĩ ra được. Vương sẽ phải nhường một vài tem, và hiện tại cái đường chạy của con vua nó không tốt. Như lúc nãy chúng tôi đã dự báo thì con bạc ở 82 sẽ báo Vương trong trường hợp này. Và con tốt ở 74 sau này của An đã cho thấy một cái tầm nhìn. Và tại thời điểm này có lẽ là An sẽ có thể thực hiện được tấn công trước. Thành thật là tôi bình luận một với là giọng bất ngờ, nhưng tuy nhiên tôi đang ngồi trên đống lửa trong tình huống này. An đang có hai con vàng và con mã vẫn đang kiểm soát ô 54, và sau đấy vẫn có thể có hai con mã để thả được vào 54. Không, sẽ là thả mã 54 trước. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ thả vàng 52 hoặc thả mã 54 đều không phải những lựa chọn tồi. Và đó. Vâng. Và chúng ta tất nhiên bây giờ phải xử lý con tốt ở 74, nếu không vua sẽ không có đường chạy. Tuy nhiên bây giờ Quang sẽ thiệt chất rất lớn với nước bắt lại để chiếu bắt đôi. Tôi nghĩ và thế cờ bây giờ tôi nghĩ đã lật hẳn về phía Thanh An rồi. Mặc dù vua có đường chạy, nhưng mà bây giờ con long mã đã mất đi. Và Tôi nghĩ đây là chiến thắng dành cho Thanh An. Tại vì anh Trung, tôi không biết, nhưng anh Trung sẽ đồng ý với tôi rằng là bây giờ tôi không nhìn ra cách nào để Hoàng Vũ Xuân có thể bật lại trong tình huống này nữa. Anh đồng ý không? Chính xác. Và bây giờ thì vua đã thật sự không còn đường chạy nữa rồi. Nếu như Vương thật sự muốn thủ thì Vương phải thả xe vào khu vực phòng thủ, và chúng ta đều biết điều đấy là không hề tốt một chút nào. Vương chỉ có một con xe, duy nhất một con xe, và bây giờ con xe đấy gần như là bắt buộc phải sử dụng để phòng thủ rồi. Trong khi ván cờ của Thạch và Tuấn An vẫn đang có thể còn kéo dài, thì ván cờ này có lẽ sẽ kết thúc ở đây. Thành thật với các bạn, tôi đang ngồi trên đống lửa trong ván thi đấu này. Tại vì... Như vậy là Vương đã quyết định mở đường chạy cho vua. Và trong khi đó ở bàn thi đấu bên kia thì hai kỳ thủ đều đã chạm đến Byoyomi rồi. Khi mà chúng ta sẽ theo dõi nốt ván cờ này. Đúng, chúng ta sẽ theo dõi nốt ván cờ này, tại vì bây giờ Hoàng không còn khả năng phòng ngự. Tại vì con Long Vương, con Quế này quá mạnh, con vàng này cũng quá mạnh so với khả năng chống đỡ, của vậy là Wang Pochun đã quyết định xin thua. Tôi nghĩ là anh Trung có thể refresh lại máy để anh ạ, để có thể thấy lần thứ hai mà Wang Pochun thất bại trước Nguyễn Thanh An. Vâng. Wang Pochun đã thất bại trước Nguyễn Thanh An lần thứ hai, và rõ ràng đây là điều mà Wang Pochun không hề muốn. Để với 9 nước đi. Và thật sự ở ván cờ này tôi cảm thấy khá là nhiều cảm xúc lẫn lộn, và tôi phải dành lời khen thật sự dành cho Thanh An. Nhưng mà tôi trên phương diện là người bình luận, chúng tôi đồng ý, chúng tôi rất chúc mừng cho chiến thắng này của Thanh An, và với chiến thắng này Thanh An sẽ củng cố hơn nữa vị trí dẫn đầu của mình với thành tích là 6-0. Tôi xin phép kết nối đến phòng thi đấu một chút. Xin mời hai kỳ thủ Nguyễn Thanh An và Wang Pochun ra khỏi phòng thi đấu để phân tích. Vâng, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại ván đấu giữa hai kỳ thủ Nguyễn Xuân Tuấn An và Dương Bảo Thạch. Và như vậy với việc Vương tụt xuống vị trí thứ 2, thì không biết là Ngọc nghĩ gì về cục diện lúc này. Bây giờ nếu như Thạch biết thông tin này, Thạch có thể yên lặng chút nào. Nếu như Thạch biết được thông tin này, Thạch có thể đánh dễ dàng hơn. Tuy nhiên bây giờ Thạch cũng đang không biết. Nếu như Thạch vẫn muốn được gặp Vương ở chung kết. Trong khi ván đấu này diễn ra, tôi xin phép nêu cảm nghĩ của mình và cảm xúc của mình về trận thắng vừa rồi của Thanh An một cách đầy đủ. Thì thứ nhất là trên phương diện những người bạn chơi với nhau, và trên phương diện chúng ta đều biết sức cờ của Thanh An mạnh như thế nào, sức cờ của Hoàng mạnh như nào. Tôi thành một lần nữa tôi vẫn rất bất ngờ như cái cách mà Thanh An chiến thắng ở giải giao hữu kỳ dị trước Wang Pochun. Tuy nhiên trên phương diện là người đang cạnh tranh rớt vào bán kết này, thì với thắng lợi của Thanh An, tôi gần như không còn khả năng để có thể cạnh tranh được nữa nếu như xét cả hiệu số đối đầu trực tiếp. Nhưng mà nếu như tôi phải thua cái này, tôi cũng sẽ chấp nhận, tại vì cái chiến thắng vừa rồi nó quá xứng đáng. Tôi cũng chẳng còn từ gì để nói cả. Có thể nói là nếu như phải chịu thất bại cho người này, tôi tâm phục khẩu phục, tôi chẳng có ý kiến gì cả. Trong diễn biến khác thì hình như Thạch vừa bắt lửa, đúng không? Tôi không chắc. Tại vì bây giờ nhá, nếu như tôi lấy con vàng ăn lên, sau đấy lấy bạc ăn lên, mà tôi có một con tượng ở 6 năm, con Long Mã thì sẽ rất là mạnh. Nó không những có thể gây sức ép, nó không những bắt được con bạc, sau đó có thể là vàng 6-4. Sau đó đã đổi con vàng rồi, sau đó có thể là vàng 6-4. Đúng. Và nếu như thả vàng vào bất kỳ một ô nào đấy thì sẽ là bắt Long Mã. Con Long Mã sẽ phải chạy. Vậy nên không... Tuấn An đã không đi như thế. Oh, wow, Tuấn An làm tôi không biết nữa, có vẻ là do cả hai kỳ thủ đều đỡ vào Byoyomi rồi, nên là khả năng để họ có thể suy nghĩ như những người ngoài của chúng ta. Mặc dù tôi nghĩ là nước vừa rồi không hẳn là nước lỗi của Thạch đâu. Tôi thực ra tôi nghĩ rằng là nếu đã vào đến Bio rồi thì chúng ta không thể nói trước được điều gì nữa, tại vì cái thời gian để hai kỳ thủ suy nghĩ nó bị hạn chế quá nhiều. Mọi thứ sẽ định đoạt ở loạt Byoyomi này. Yeah. Tuy nhiên để mà nói, cá nhân tôi không thích thế trận của Thạch. Tại vì thứ nhất tôi nói lại, con Long Mã nó rất cô độc. Kể cả có một con vàng trong tay, tôi chưa nhìn ra đường nào để Thạch có thể nhảy lên tấn công ngay. Thứ hai, tấn công vào con xe. Tôi nghĩ con xe này sẽ chỉ chạy xuống hoặc là 47 hoặc là 49, sau đấy có thể tạt sang đâu đấy để. Tuy nhiên là hiện tại Thạch đang có 3 con túc thông và con bạc. Cái trận này cá nhân tôi đánh giá là có lợi dành cho Tuấn An. Tuy nhiên Tuấn An muốn giành được lợi thế thì Tuấn An phải đi chuột. Tuấn An sẽ không được phép chơi dễ như Thanh An trong cái cách mà Thanh An chiến thắng ván đấu vừa rồi. Wow. Nếu như Thạch giành chiến thắng ván đấu này thì tất nhiên là có lẽ sẽ là một điều tốt. Tuy nhiên là Thạch có khả năng sẽ phải gặp Vương ngay từ bán kết, và chúng ta đều biết Thạch và Vương đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến đấu báo trước với nhau, dù là ở bán kết hay ở tranh ngôi như thế nào. Nhưng mà việc mà hai đối thủ này gặp nhau quá sớm cũng là một cái mà chúng ta có lẽ nằm ngoài mong đợi chúng ta. Nếu như gặp nhau ở bán kết thì ở bán kết 2 chúng ta sẽ lại một lần nữa được chứng kiến trận rematch bán kết của giải giao hữu kỳ thủ lần thứ nhất, khi mà cả hai An đều có cơ hội gặp nhau. Wow, những cái diễn biến này làm tôi hoài niệm một cái game các bạn ạ. Và có vẻ như giải giao hữu kỳ thủ khi không có sự tham gia của Dương Bảo Thạch nhưng vẫn là nơi tụ hội và chọn lọc những kỳ thủ xuất sắc của Shogi Việt Nam. Và cũng có một thông tin mới cho các bạn là giải giao hữu kỳ thủ sắp quay trở lại vào cuối tháng 3 sắp tới, và rất là mong các kỳ thủ mạnh đến từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam sẽ tham gia. Giống như cái format của giải giao hữu kỳ thủ thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để tổ chức giải giao hữu kỳ thủ lần này nó cũng sẽ ngắn và thi đấu theo hình thức thi đấu trực tuyến thôi. Tuy nhiên rằng một lần nữa chúng tôi vẫn rất mong các bạn sẽ tham gia để không chỉ nhận phần thưởng mà có cơ hội cọ sát, mà cũng sẽ biết đâu đấy sẽ có thể đặt một chân vào thế giới của chúng tôi thì sao? Đấy không phải là những ý tưởng tồi. Các bạn sẽ không phải đánh BO5 để được đặt chân vào VNC Cup đâu. Đừng lo. Thôi, chúng ta chém gió quá nhiều rồi. Chúng ta quay trở lại thì hình như hai kỳ thủ đang làm tôi suy nghĩ khá nhiều. Thì mà hiện tại thì cả hai kỳ thủ đang chịu áp lực thời gian kinh khủng, và thực ra thì tôi nghĩ tại thời điểm này Thạch đang có hơi nhiều lựa chọn hơn so với Tuấn An. Những quân tấn công của Tuấn An đều đang quá xa cấu trúc thành, và hiện tại thì vâng, như tôi đã nói, ba con tốt thông sẽ trở nên hữu dụng vào thời điểm hiện tại. Thạch hoàn toàn có thể đưa con xe quay trở lại cột 6 và sau đục vào cái cột 6 này, hoặc là đẩy tốt trước cũng được. Lúc nãy Thạch cũng đang cầm con xe, tôi nghĩ là đã toan tính để đưa con xe sang cột 6 rồi, hoặc là sang một cột nào đấy ở khu vực trung tâm bàn cờ. Nói chung vậy là nước đi của Thạch lại là đẩy tốt, lại là gây sức ép. Bàn cờ đang trở nên thoáng hơn bao giờ hết, tôi có thể nhận định là như vậy. Tuy nhiên Thạch đang không có quân trong tay, và điều này sẽ cản trở Thạch đưa đến những đòn tấn công sau này. Tuy nhiên vấn đề, một lần nữa chúng ta nhắc lại vấn đề đây là Byoyomi, đây là 30 giây và đây là 60 giây, và trong 60 giây thì thành thật mà nói đến các kỳ thủ chuyên nghiệp cũng không có khả năng suy nghĩ quá nhiều, chứ chưa nói chi đến là các kỳ thủ của Vietnam Shogi Club. Nước đi tiếp theo của Tuấn An là xuống Quế năm 3 phong cấp để bắt đầu gây sức ép vào rồi. Cái thành Mino cao đã bị phá vỡ tương đối. Nước này tất nhiên nước này theo cái suy luận của chúng ta hơi chậm một chút. Tuy nhiên nếu như Thạch không tấn công thành công thì con Quế mã 53 phong cấp này sẽ còn Quế mã 53 nó sẽ rất mệt. Tại vì điểm yếu cũng đã quá rõ ràng rồi. Đó là cột 7 và cột 6 đưa là hai cột thông. Tất nhiên là Thạch thì vẫn hoàn toàn vẫn có quyền để thả tốt, có quyền để đẩy tốt lên phong cấp cái đã để bắt đầu gây sức ép. Thì sau đấy Thạch có thể có tem để phòng thủ. Tuy nhiên là như Ngọc đã chỉ ra thì cái nước đưa xe sang là một nước hợp lý để đồng thời tấn công vào con vàng ở 61. Tuy nhiên thì Tuấn An cũng đã không làm thế. Thực ra tôi nghĩ Tuấn An không làm thế là đúng. Tại vì bây giờ Tuấn An đã chạy được con bạc ra khỏi cái sự ảnh hưởng con vàng, để đỡ đâu biết đâu dòng đời mà tự nhiên Thạch đổi quân đổi lấy thế. Và bây giờ cái nước thả tốt vào nước thả tốt sao tôi lại càng không thích. Tại vì bây giờ thì Tuấn An có thể xử lý được con tốt thông của cột 7 và vô hình chung cái áp lực mà nó Thạch dành cho nó đã giảm đi phần nào. Tôi bây giờ ở Nhật là 11 giờ đêm. Tôi không thấy anh Tuyền ở trong phòng để theo dõi ván đấu, nhưng nếu anh Tuyền đang theo dõi ván đấu, anh Tuyền chắc hẳn đang rất vui. Tại vì thế trận này nhắm mắt nhắm mũi chúng ta cũng có thể nhìn ra được rằng là chúng ta đều cảm giác với nhau rằng là kỳ thủ Nguyễn Xuân Tuấn An đang có lợi thế rất lớn. Khi mà bây giờ Thạch muốn tấn công rất khó. Đường chạy của vua thì quá rộng, kể cả đổi xe lấy tượng càng nguy hiểm. Tại vì cái đường chéo này, cái đường chéo có cái tường, có cái thành Mino cao của Thạch gần như hoàn toàn không còn gì che chắn. Một con tốt trên tay cũng không có thì sẽ giải quyết được vấn đề gì. Tôi phải nói thẳng như vậy. Vậy là Thạch quyết định đổi xe lấy tượng. Tôi không thấy nước đi này ổn. Tại vì sau khi đổi thì Tuấn An sẽ có nước thả Quế 74 thì đâu các bạn. Đây là một đòn tấn công Mino kinh điển. Tôi nghĩ nó in trong sách giáo khoa rồi, các bạn đều biết. Để nếu như con vua, chỉ cần con vua chạy đi đâu sẽ đều bất lợi. Và Thạch đang không có tốt trong tay. Bình thường chúng tôi hay trêu Thạch là Thạch hay tốt, nhưng bây giờ Thạch không có tốt để mà thả nữa rồi. Không còn một con tốt nào để mà Thạch muốn hai tốt cũng không được. Thạch muốn điều dễ thế cũng không làm được. Bây giờ thì thế trận chúng ta có thể đánh giá là hoàn toàn có lợi cho Tuấn An rồi. Tuấn An có thể chơi từ từ cũng được, Tuấn An có thể tìm cách dứt điểm luôn cũng được. Tại vì nước tiếp theo ngoài cái nước thả Quế 74, tôi suy nghĩ hoàn toàn có thể là nước lùi con Long Mã về để thứ nhất là loại bỏ cái sự ảnh hưởng con bạc này, và thứ hai sẽ là yếu tố đầu tiên kiểm soát đường chéo chính, và sau đấy sẽ chỉ cần phối hợp các quân một cách chuẩn chỉ thôi là xong. Tại vì như tôi nói là đường chạy của Tuấn An quá rộng, tôi cũng chưa nhìn ra cơ hội nào. Một đòn tấn công đôi, một đòn nó mang tính chất phòng ngự nhiều hơn. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng là chỉ cần thả tốt vào 7 năm, sau đấy nó sẽ là tiền đề để bạn thả tiếp con Quế vào 74. Tôi cũng không nghĩ nó rất gì tồi theo quan điểm của tôi. Rồi tôi hình như không biết tôi chỉ nhầm hay là có bạn khán giả, tôi thấy một bạn khán giả vừa chỉ cho tôi nước tốt 74. Tôi nghĩ nước đấy cũng được, nó sẽ khều, có một con tốt đe dọa trực tiếp, nó giống như con tốt vừa rồi của Thanh An. Tôi nghĩ nước tốt 74 và tốt 75 nó chỉ đơn giản là tốc độ thôi, bạn lựa chọn mạo hiểm hơn một chút thì bạn muốn nhanh một chút. Tôi nghĩ không phải nước đi tồi. Vương cũng đã có mặt ở trong phòng thi đấu để theo dõi bàn đấu này. Tôi nghĩ rằng xem nào, chúng ta sẽ từ nội dung bảng A sang một chút, bảng B sang một chút. Nếu như Thanh An thành công không đánh rơi một ván đấu nào nữa, hoặc kể cả thậm chí là trong vòng thi đấu cuối cùng mà Thanh An có thua tôi, thì Thanh An và Quang sẽ đều đi tiếp và Thanh An sẽ là người đứng đầu bảng. tại vì xét theo hệ số đấy đâu, thì tức là Quang gần như Quang và Thanh An đang xem rằng mình sẽ gặp ai ở bán kết. Mà có thể nói rằng là với cái phong độ mà Tuấn An đang trình diễn ngày hôm nay, tôi không nghĩ rằng cả hai kỳ thủ vừa thi đấu trận đấu vừa rồi đang vui. Cái phong độ mà Tuấn An trình diễn nó quá tốt. Thạch có thể nói là chúng tôi chơi với Thạch nhiều, chúng tôi đều công nhận cái sức cờ của Thạch. Nhưng mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy có ai đấy có thể cao tư cứng ngoài mấy ông người Nhật. Và hôm vừa rồi Thạch bảo Thạch đi đánh cờ cùng ra, thì Tuấn An là người tiếp theo. Vậy là thả cuối rồi, sau đó chạy Vương lên. Vậy là Tuấn An quyết định tấn công. Tuấn An muốn dứt điểm bàn đấu bây giờ. Thực ra thì chạy lên tôi nghĩ là một lựa chọn khả dĩ trong tình huống hiện tại. Tôi nghĩ, tại vì tôi nghĩ chạy xuống cũng chẳng khá hơn là bao đâu. Chạy xuống thì quá nguy hiểm. Tôi nghĩ bây giờ việc của Tuấn An chỉ là gây sức ép từ từ để giành chiến thắng ván đấu này thôi. Còn trước khi chúng ta đều nhìn ra nó đi, đầu tiên nó thả tượng 8-2. Sau đấy khi mà vua chạy sang 6-3 thì có thể thả vàng, thả tốt lên bạc ở 6-5, đưa con long mã về 4-5 cũng được. Tôi có quá nhiều lựa chọn có thể suy nghĩ ra trong đầu trong những tình huống như thế này, để chứng tỏ rằng là thực sự Tuấn An là người nắm lợi thế và gần như bây giờ chỉ được tìm cách để dứt điểm bàn đấu thôi. Vậy là Tuấn An quyết định nhảy bạc lên trước để gây sức ép không cho vua chạy lên. Muốn được xử lý hay. Tôi nghĩ đây cũng không phải là một nước gì nó đánh mất thế trận quá. Tôi nghĩ là tại thời điểm này hy vọng dành cho Thạch là không có nhiều. Khó thôi. Tôi có thể kết luận rằng là khó thôi. Tuy nhiên thì với cục diện hiện tại thì mặc dù có thể bị bám đuổi, nhưng mà nếu như Thạch làm tốt được các ván còn lại thì Thạch vẫn vào bán kết ở vị trí nhì bảng, vẫn sẽ gặp Thanh An. Tôi nghĩ tại vì ở vòng đấu thứ 9 thì anh Tuyền sẽ gặp Tuấn An, và tôi tin với cái cách mà Tuấn An trình diễn thế này, anh Tuyền chưa chắc đã có lợi thế đâu. Tôi nghĩ là anh Tuyền sẽ có ít cơ hội thắng hơn nhiều so với, tức là tôi nghĩ là Tuấn An đang có một phong độ ổn định, và anh Tuyền tất nhiên là với những gì anh ấy học được từ Shogi nghiệp dư Nhật Bản thì tôi cũng không dám chắc có chuyện gì dễ xảy ra, nhưng mà tôi nghĩ là anh Tuyền sẽ có một cái kèo cửa dưới nhiều hơn trước Tuấn An ở vòng 9. Càng ngày cái thế trận nó càng trở nên khó hơn. Mà thành thật là tôi không còn nhìn thấy quá nhiều hy vọng dành cho Thạch nữa. Tôi nghĩ rằng Thạch sẽ bị sai, Thạch sẽ mắc master sớm thôi. Nước đẩy tốt này là nước để chống chế, để tìm đường chạy ngang. Nhưng mà nếu bây giờ tôi thả tượng trước thì sao? Tôi thả tượng trước, bạn chạy sang đẩy tốt ăn lên, tôi sẽ thả tốt vào 86. Tôi sẽ thả tốt vào 86 để có thể đe dọa thả tốt để thả vàng 85 chiếu đấy. Đã thả tượng rồi. Có thể nói rằng là cục diện của hai bảng đấu, cục diện ở bảng A sẽ trở nên lòng vòng và phức tạp hơn bao giờ hết. Tôi đang nhìn xem có Sumei hay không. Tôi nghĩ là chưa có đâu. Tôi cũng hình dung là chưa có đâu, nhưng mà cái cơ hội không, tôi cảm giác là có đấy, tại vì thả tốt nhá. Ăn lên thì không được rồi, tôi nghĩ bạn xuống, tôi nghĩ phải chạy xuống. Tuy nhiên chạy xuống. Tôi nghĩ chạy xuống thì cũng chẳng hay gì cả, chạy xuống thì bạn sẽ thả vàng thôi. Đây chả đấy thì tôi sẽ lên con vàng ở 76, chạy xuống thả tốt, chạy xuống tiếp thả vàng, xuống vua xuống tượng phong cấp, vàng phong cấp. Sau đấy vua mà chạy xuống 81 thì tôi chỉ việc đấy xong. Đúng. Vâng, Bochun cũng có chung những suy nghĩ như tôi. Nhưng mà chưa có chiếu hết. Đúng, chiếu hết thì chưa có, nhưng thế này gần như là tất cả Tôi không nhìn ra cơ hội nào để Thành có thể bật trong tình huống này nữa. Tôi nghĩ Tuấn An hoặc là vẫn đang cố gắng tìm đón dứt điểm, hoặc là chỉ đang cố gắng đọc vậy, thật kỹ các biến cơ sắp tới. Là vẫn đúng như dự đoán của chúng ta, và Tuấn An đã đọc ra nước đấy. Không, vậy là Tuấn An quyết định nhảy long mã xuống 91 phút cấp. Tôi cũng nghĩ những đường này chẳng có sự khác biệt là bao. Tại vì bây giờ thả thương vào 8 năm cũng rất là đau. Vâng. Tôi nghĩ bàn câu này gần như chấm hết dành cho Thạch rồi. Vậy như là Thạch có vẻ như là Tuấn An cũng không muốn force cái chiếu hết, không muốn ép cái chiếu hết mà muốn bóp nghẹt Thạch vào Hixi nhiều hơn. Tôi nghĩ đấy là cách xử lý đúng thôi. Khi bạn đang giành lợi thế rõ rệt mà đối phương không có khả năng bật lại thì tôi nghĩ cái việc bạn chiến thắng một cách từ từ nó không phải điều gì quá tệ. Miễn là bạn không chơi đùa đối thủ. Đúng, nếu miễn là bạn không làm những hành động khó coi thì tôi nghĩ rằng nó không tệ như thế. Vậy là Thạch vẫn cố gắng. Nhưng mà chúng ta đều nhìn ra đây là một Sume inbound. Tôi nghĩ các bạn có thể tự nhìn ra Sume được. Vậy là sau... Tôi đang xem Thành có muốn đi tiếp đường đi này hay không. Để tôi thông báo chính thức về ván đấu này. 119 nước đi và ván đấu rất dài. Ván đấu có diễn ra 1 tiếng rưỡi. Có thể nói là ván đấu này cùng với ván đấu ngày hôm nay, đây sẽ là 2 ván đấu đáng nhớ của toàn bộ cái kỳ Thuận Vị Danh Thủ lần này. Thạch đã đặt chuột vào nút xin thua rồi, và chỉ còn là chờ cho hết Byoyomi nữa thôi. 40秒. Phong cách thi đấu của Tuấn An làm chúng ta khiến tôi rất suy nghĩ. Đều là 2 bàn đấu cực kỳ đáng xem và cực kỳ hay. Và bộ đôi An đều đã giành chiến thắng trong ngày thi đấu hôm nay. Như vậy là sau 119 nước đi, kỳ thủ Nguyễn Xuân Tuấn An giành chiến thắng. Vâng, 2 bàn đấu như chúng tôi đã dự đoán mang lại chúng tôi rất nhiều cảm xúc. Và ai thắng thì chúng tôi cũng đều có những cái cảm xúc nhất định. Và hôm nay 2 người xứng đáng nhất đã chiến thắng. Thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn vì đây đều là 2 ban đầu có chất lượng chuyên môn rất cao theo những cách cực kỳ khác nhau. Và rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi 2 trận đấu vừa rồi. Và như chúng tôi đã phân tích thì cục diện của 2 bảng bây giờ, Thanh An đã chiếm ngôi đầu và Tuấn An đã củng cố được ngôi đầu. Thạch bây giờ sẽ phải cố gắng rất nhiều trong những ván đấu cuối cùng, mặc dù là đối thủ thì cũng không có gì, tuy nhiên là cũng không nên đánh rơi thêm ván đấu nào nữa. Còn nếu như mà cục diện không có gì thay đổi thì ở vòng bán kết Thanh An sẽ gặp Thạch, còn Tuấn An sẽ gặp Vương Bách Huân. Tôi nói là ngày thi đấu hôm nay nó kéo dài 1 tiếng rưỡi. Nó là 2 ván cờ và chúng ta đã đều xem đây là 2 ván cờ thể hiện 2 trạng thái hoàn toàn khác nhau của cùng một câu lạc bộ. Ván thi đấu đầu tiên thì như chúng ta đã nói là Thanh An mặc dù chịu rất nhiều bất lợi ở trong giai đoạn chung cuộc, tuy nhiên bằng cái khả năng tấn công rất mạnh của mình đã chớp lấy lợi thế và từ đấy giành một cái chiến thắng. Còn trong ván đấu thứ 2 thì chúng ta đã nhìn Tuấn An đã chịu đựng từng đợt tấn công một của Thạch và từng bước giành lại lợi thế của mình đúng với cái lối chơi phòng ngự phản công, một lối chơi cư mà có thể nói Tuấn An rất là yêu thích. Tôi đều nghĩ rằng 2 cái chiến thắng ngày hôm nay, thứ nhất là nó thể hiện đúng cái khả năng và đúng cái phong cách chơi cờ của cả 2 kỳ thủ, và thứ hai nó đều thể hiện rằng 2 kỳ thủ này đều là 2 kỳ thủ rất mạnh của VIETNAM SHOGI CLUB khi mà đều đánh bại 2 hạt giống số 1 của cả 2 bảng đấu để củng cố hơn nữa vị trí ngôi đầu của mình. Tôi nghĩ rằng 2 ván đấu ngày hôm nay nó rất xứng đáng với việc nếu như bạn không xem bạn sẽ rất tiếc. Vâng. Và chúng tôi cũng vừa nhìn thấy Twitter của Vương đăng về trận đấu vừa rồi thì có vẻ như ở trong những nước đi cuối cùng thì Thạch đã có một pha quăng game. Có vẻ là như vậy. Chắc là cũng không trách được, bởi vì là trong áp lực thời gian của cả hai kỳ thủ. Tự nhiên là chúng ta cũng có thể thấy là họ đã vần nhau đến Byoyomi và chiến đấu đến hơi thở, chiến đấu hết sức mình trong hai ván đấu vừa rồi, và có thể nói đấy là điều đáng khen nhất của các kỳ thủ. Đó là những cái tinh thần chúng tôi muốn nhìn thấy, không phải chỉ mỗi ở danh thủ chiến, ở tất cả những trận đấu, những ván đấu dù là nghiệp dư hay là dù là những cái ván đấu vui vẻ, chúng tôi muốn mọi người đánh hết sức mình để thể hiện cái khả năng của mình. Đấy là mục tiêu cao nhất chúng tôi muốn hướng đến ở VIETNAM SHOGI CLUB. Là tôi vẫn đang có rất nhiều cảm xúc sau cái chiến thắng của cả bộ đôi vừa rồi. Wow, thành thật đó, ngày hôm nay là một ngày rất dài và tôi phải dùng cái term là ngày dài nhất, tại vì nói vui một chút là cái khái niệm ngày dài nhất của Shogi Nhật Bản nó dành cho vòng thi đấu cuối cùng của Thuận Vị Chiến, khi mà 5 ván đấu sẽ được diễn ra đồng thời. Ngày hôm nay mặc dù chỉ có 2 nhưng đều là những ván đấu của những kỳ thủ top đầu và đã đều chứng tỏ cho chúng ta rằng đây là hai ván đấu có chất lượng chuyên lưng, có cái chất lượng chuyên môn rất là cao. Và tôi nói rằng hai ván đấu này xuất sắc, tôi không có quá nhiều điều để nói nữa. Và có lẽ là đến thời điểm hiện tại thì cái chương trình bình luận của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Bởi vì thật sự mà nói thì những điều chúng tôi muốn truyền tải ở trong những ván đấu vừa rồi thì có vẻ như quý vị khán giả cũng đã cảm nhận được thật là rõ ràng qua diễn biến của ván cờ, qua những cái nước đi trên bàn cờ, và cũng như là qua những cái phân tích của chúng tôi, qua những biểu cảm, những trạng thái các kỳ thủ. Và thật sự đây là hai ván cờ phải nói là đáng xem nhất trong lịch sử của VIETNAM SHOGI CLUB. Và chúng tôi xin dành lời khen cho cả 4 kỳ thủ đã tham gia hai ván cờ ngày hôm nay, và thật sự họ đã cho chúng ta những cái ván đấu rất mãn nhãn, và cũng mong là họ sẽ tiếp tục cho khả năng của mình, và mong là câu lạc bộ sẽ tiếp tục có những cái ván đấu hay như thế này chúng ta có thể theo dõi. Và những ván đấu tiếp theo, trước khi chúng tôi kết thúc livestream ngày hôm nay thì những ván đấu tiếp theo sẽ được những ván đấu tiếp theo của danh thủ chiến chúng tôi muốn điểm qua lại một chút. Thì vào ngày mai 16 tháng 2 vào 19 giờ sẽ là ván đấu giữa tôi và anh Tuyền. Và sau đấy vào cuối tuần là ngày 19 tháng 2 sẽ diễn ra hai ván đấu ở bảng A giữa Tín và Sĩ. Và sau đấy ván đấu giữa Dũng và Tuấn Anh. Thì chúng ta cũng sẽ mong là Tín sẽ có được chiến thắng đầu tiên để có thể gọi là cân bằng cái hiệu số của mình, hoặc là nếu mà Sĩ có thể chứng minh được khả năng của mình thì đó cũng là một điều rất là tốt. Và cuối cùng vào ngày 20 ở tuần sau thì sẽ có trận đấu cuối cùng ở bảng B giữa Hòa và Quốc Hiếu. Thì hy vọng là quý vị khán giả cũng theo dõi và đón xem các trận đấu này ở trên server Neptune của 81 đôi. Và coi như chúng ta cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị tâm thế cho những cái vòng đấu cuối cùng. Nó có những trận sẽ mang tính chất thủ tục, nhưng mà cũng sẽ có thể sẽ có những bất ngờ xảy ra ở những vòng đấu cuối cùng. Cũng như là những giải đấu tiếp theo của VIETNAM SHOGI CLUB vào tháng 3 tới sẽ là vòng sơ loại của Việt Long Chiến, giải đấu danh hiệu thứ 2 của VIETNAM SHOGI CLUB, cũng như là giải giao hữu kỳ sĩ lần thứ 2 được tổ chức nhân dịp sinh nhật câu lạc bộ VIETNAM SHOGI CLUB vào dịp 21 tháng 3. Và rất là mong quý vị khán giả sẽ quan tâm theo dõi và tiếp tục ủng hộ cho VIETNAM SHOGI CLUB cũng như là cộng đồng Shogi Việt Nam. Trước khi chia tay quý vị khán giả thì Ngọc có muốn chia sẻ thêm lời nào không? Trước hết là như lời Trung đã nói thì rất mong các bạn sau ván đấu ngày hôm nay sẽ có một cái nhìn khác về những ván đấu của câu lạc bộ Shogi Việt Nam và những ván đấu ngày hôm nay. Thành thật mà nói, một từ thôi, quá chất lượng. Thứ hai là đúng như Trung đã nói, không chỉ có danh thủ, trong khoảng một vài tháng tiếp theo chúng mình sẽ có những cái giải đấu, nhất là sơ loại của Việt Long Chiến sẽ làm theo thể thức tương đối giống với Long Vương Chiến của Nhật Bản. Thứ hai là giải giao hữu kỳ sĩ lần thứ 2 để chào mừng cái sinh nhật của VIETNAM SHOGI CLUB, và cũng rất mong các bạn sẽ tham gia cái giải đấu này với chúng mình. Và bây giờ thì chương trình phát sóng cũng đã dài rồi. Một nữa, chúng mình là VIETNAM SHOGI CLUB. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi bình luận Thuận Vị Danh Thủ Chiến ngày hôm nay. Arigatou gozaimashita.